Cái thứ hai người ta thường dùng nữa đó là apomorphine 5 mg, các bạn tiêm dưới da cho bệnh nhân. Thì apomorphine là một cái thuốc gì các bạn? Đây là một cái thuốc người ta họ điều trị chứng Parkinson đó, là bệnh nhân bị rung co giật đó. Thì cái tác dụng phụ của apomorphine này nó gây tình trạng đó là nôn, tác động lên sức co bóp của dạ dày. Cho nên lúc này người ta sẽ tiến hành dùng apomorphine. Vậy các bạn thấy trong hồi sức chúng ta dùng dùng là hai phương pháp này ha, IPK và apomorphine, được chưa nào? Thông thường các bạn sử dụng apomorphine tiêm dưới da cho bệnh nhân. Đó là trường hợp là bệnh nhân có thể tỉnh, đúng nào? Nhưng mà trong trường hợp bệnh nhân mê thì sao? Ví dụ như bệnh nhân ngộ độc paracetamol, nó uống lần 30 viên như thế vô nó gây hôn mê gan ngay. Thì lúc này trường hợp bệnh nhân mê như thế mà bệnh nhân vẫn tới viện trước 6 giờ, ví dụ như mới 2 3 giờ thôi, thì lúc này các bạn sẽ làm phương pháp gì mà để chúng ta loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa, hay biết? Biện pháp gì nào? Phương pháp chúng ta đặt xong rửa dạ dày. Và khi đặt xong rửa dạ dày, các bạn nhớ là những nguyên tắc đó là khi mình đặt ống xong dạ dày cho bệnh nhân, ban đầu cho bệnh nhân nằm tư thế đầu gì các bạn? Đầu thấp. Ban đầu các bạn đưa ống vô là cho bệnh nhân nằm tư thế đầu gì? Đầu cao. Sau khi mà ống xong vào trong dạ dày rồi, các bạn thực hiện việc bơm ăn cho bệnh nhân nha. Ví dụ trong trường hợp các bạn đặt ống xong để bạn bơm ăn cho bệnh nhân, thì các bạn sẽ dùng phương pháp đó là gì nào? Là nằm đầu cao. Nhưng mà trong trường hợp rửa dạ dày, các bạn nhớ không? Thì tất nhiên khi các bạn đặt xong vào xong thì các bạn sẽ cho bệnh nhân nằm ở tư thế đâu gì nào? Đầu thấp. Và nghiêng sang một bên ngay, cụ thể luôn là nghiêng bên gì các bạn? Bên trái. Vậy bây giờ chúng ta trong trường hợp bệnh nhân có hôn mê thì các bạn sẽ thấy là chúng ta làm phương pháp đó là rửa dạ dày. Nhưng mà trong trường hợp một số rằng là các bạn thấy bệnh nhân không có nôn được nữa, hoặc là bạn dùng apomorphine không nôn, thì bạn vẫn rửa dạ dày khi ở bệnh nhân tỉnh nha các bạn nha. Còn trường hợp bệnh nhân mê thì chúng ta vẫn rửa dạ dày, nhưng các bạn phải đặt nội khí quản cho bệnh nhân. Chắc chắn một câu, bệnh nhân mê mà có chỉ định rửa dạ dày thì bệnh nhân đó trước đó phải được đặt nội khí quản đã. Còn trường hợp bệnh nhân tỉnh mà bệnh nhân không nôn, hoặc là bệnh nhân không đáp ứng với thuốc nôn, hoặc là nôn không hiệu quả, thì người ta sử dụng phương pháp đó là rửa dạ dày. Và cách rửa của bạn như thế nào? Thì ban đầu chúng ta sẽ đặt xong dạ dày, chúng ta chia làm hai xong. Nếu như mà bệnh nhân ngộ độc bằng những cái loại chất lỏng như thuốc trừ sâu thì các bạn sẽ đặt xong gì? Bệnh nhân ngộ độc những cái chất lỏng các bạn, thuốc trừ sâu nè, hoặc là thuốc diệt cỏ, thì chúng ta sẽ đặt xong gì? Xong Levin. Xong Levin. Còn trong trường hợp mà bệnh nhân ngộ độc những cái thức ăn đặc rắn, đúng không bạn? Mà các bạn sẽ đặt xong gì? Levin lúc này không cứu được đâu. Poacher. Được chưa? Vậy tùy theo cái tính chất cũng như là tùy theo cái thời gian bệnh nhân ăn uống như thế nào mà các bạn quyết định đặt xong dạ dày Poacher hay là Levin, đặt ở đường mũi hay đường miệng, đúng không? Theo các bạn đặt xong dạ dày mà Poacher, các bạn đặt ở đường mũi hay đường miệng nào? Đường miệng. Poacher, đường kính của Poacher nó như thế nào? Và cái Poacher làm cái xong nó có cái gì đằng trước, cái phễu, đúng không? Thì các bạn sẽ đặt ở đường gì các bạn? Đường miệng. Còn đối với Levin thì chúng ta sẽ đặt được gì? Nó là những cái này nha. Đường mũi, được không ạ? Rồi, thứ nhất là cái chỉ định chúng ta đặt xong dạ dày đó là trong 6 giờ đầu, đúng không nào? Nhưng một số trường hợp các bạn thấy rằng là có những bệnh nhân họ đến viện mà họ ngộ độc, ví dụ như là những cái thuốc an thần gây nghiện các bạn, đặc biệt là barbiturate. Các bạn biết cái thuốc gọi là phenobarbital không? Phenobarbital hay còn gọi là barbiturate, đây là một cái thuốc mà chống động kinh đó các bạn. Mà thường những cái thuốc mà các bạn thấy như là paracetamol nè, aspirin nè, những thuốc chống đông nè, hoặc là barbiturate, là những cái thuốc mà có ở nhà bệnh nhân rất là nhiều. Nếu như mà họ điều trị mãn tính thì lúc nào họ cũng có cái lọ như thế bạn. Cho nên nó buồn buồn, nó ngậm nắm như thế này. Thì các bạn thấy rằng là ví dụ như các bạn uống thuốc từ sâu, ví dụ như Carbamazepine chẳng hạn, thì trong chỉ định trước 6 giờ đầu chúng ta có chỉ định rửa, sau 6 giờ đầu rửa không còn ý nghĩa. Thầy nói ha. Nhưng mà ví dụ những cái thuốc như barbiturate thầy nói đó, hoặc là những cái thuốc như là những thuốc mà diazepam. Các bạn biết là diazepam là một thuốc an thần, hướng thần, chống co giật. Nhưng mà những cái bệnh nhân mà có hiện tượng loạn thần, mất ngủ vân vân, bác sĩ cũng cho diazepam về uống được chưa? Mà họ làm 10 viên diazepam thôi bạn, thì họ cũng có tình trạng là ngộ độc cấp ngay. Thì lúc này các bạn thấy rằng đối với những cái trường hợp thuốc đó thì các bạn thấy rằng cho dù bệnh nhân vô sau 6 giờ, tức là vô muộn hơn, vẫn phải rửa dạ dày. Một số trường hợp nữa thầy nói với các bạn là những bệnh nhân ngộ độc paracetamol, đúng không? Thậm chí bệnh nhân vô viện 20 giờ, 24 giờ, tức là sau đó một ngày. Thường là các bạn thấy rằng là họ phát hiện khi ngộ độc đó, đúng không nào? Nếu như bạn ý định là tự tử, ví dụ tự tử như thế, thì thời gian phát hiện thường là đã lâu rồi, ví dụ như thế. Cho nên riêng cái paracetamol các bạn có thể kéo dài tới đến bao lâu các bạn? 20 giờ hoặc là 24 giờ. Các bạn nhớ được không? Cho nên một số thời gian các bạn cần nhớ thầy. Aminazin, các bạn học bên tâm thần các bạn biết rồi, đây là thuốc chống loạn thần. Aminazin, haloperidol, barbiturate,
là những cái nhóm mà chúng ta điều trị về loạn thần, tâm thần phân liệt hoặc là về bệnh động kinh, được chưa? Opioid chính là những cái thuốc mà giảm đau gây nghiện các bạn. Ví dụ như các bạn thấy có những cái đường uống là gì? Tramadol. Tramadol, morphine thì không có đường uống nha các bạn nha, nó chỉ có đường tiêm, nhưng mà tramadol các bạn sẽ thấy nó có đường uống. Nó uống là như thế nào bạn? Các bạn thấy rằng là những cái bệnh nhân mà ung thư á, giai đoạn cuối đi về, hoặc là bệnh nhân mà có dấu hiệu mà đau mức độ nó cao, mà các bạn học thang điểm mà chúng ta chẩn đoán đau rồi đúng không? Có thể là 7-8 điểm thì người ta sẽ cho opioid uống luôn các bạn ha, cho opioid uống luôn, ví dụ như là tramadol. Mà các bạn nghĩ rằng mà bệnh nhân uống tramadol mà họ muốn tự đặt bằng tramadol á, chỉ cần 10 viên thôi các bạn ha, là nạn nhân cũng có nguy cơ đi vào trạng thái ức chế hô hấp rồi, là có thể là ngưng thở đó các bạn ha. Cho nên lúc này những cái trường hợp như là amidacin thuốc gì, opioid thuốc gì, và digital chính là thuốc trợ tim, ví dụ như các bạn digitalis hoặc là digoxin đó các bạn ha, thì có vào muộn hơn thì chúng ta vẫn cố gắng nỗ lực để rửa dạ dày. Cho nên vì sao các bạn thấy rằng những cái trường hợp mà nạn nhân vô phòng cấp cứu các bạn, thì các bạn biết rằng là cũng trong trường hợp này chúng ta đặt xong, trong trường hợp khác chúng ta lại không đặt xong. Ở các bạn hiểu này ha. Còn riêng cái paracetamol, tí nữa các bạn sẽ có một cái phần mục, một cái mục riêng luôn, đó là chúng ta giải độc paracetamol. Thì các bạn thấy rằng là người ta có thể là để cái ống xong, và khi người ta tiếp xúc với nguồn bệnh nhân bị ngộ độc đó trong vòng thời điểm là 24 giờ luôn các bạn. Mục đích là chúng ta bơm thuốc vào. À, các bạn nhớ ha. Rồi, nguyên tắc các bạn rửa dạ dày như sau. Khi ngày xưa các bạn học bên điều dưỡng cơ sở là người ta nói là một lần rửa dạ dày là 5 lít muối vân vân. Không đúng các bạn. Chúng ta rửa dạ dày đến khi nào? Đến khi dịch cũng như là nước ở bên trong dạ dày được rửa ra như thế nào? Trong. À, các bạn nhớ ha. Thì thông thường các bạn thấy rằng là người ta nói nước rửa dạ dày là nước muối á, là nó chỉ là muối nước sạch thôi. Nhưng ở trong viện các bạn sẽ thấy rằng là gì? À, chúng ta sẽ có những cái dung dịch gọi là natri clorua 0,9%. Nhưng mà cái dung dịch này không phải là dung dịch tinh truyền các bạn, mà nó là dung dịch rửa vết thương. Chai của nó có thể là 1 lít như thế này. Và các bạn có thể dùng cái chai đó, ví dụ như sau, các bạn đặt xong dạ dày cho bệnh nhân xong, đúng không? Cái đầu ngoài của ống xong dạ dày nè, các bạn sẽ gắn một cái dây chuyền vô cái chai natri clorua 1000ml đó các bạn. Và các bạn xả khoảng 2 đến 300ml, các bạn khóa cái van lại, giống như các bạn truyền, nhưng mà truyền thay vì vô tĩnh mạch thì các bạn truyền vô đâu? Ở vô bên trong dạ dày của bệnh nhân. Tức là người ta họ nói nước rửa dạ dày phải là nước muối đúng không? Thì thường là người ta pha nước sạch, nhưng mà ở viện các bạn sử dụng nước muối sinh lý luôn các bạn ha, để chúng ta rửa. Thì lúc này chúng ta cho một lần vô là 200 đến 300ml nước, sau đó chúng ta khóa lại. Tất nhiên bệnh nhân sẽ nằm ở tư thế đầu thấp nghiêng một bên khi đã đặt ống xong dày rồi, trước khi rửa là phải nằm đầu thấp. Và sau khi mà bắt đầu các bạn thấy rằng là cái này chúng ta học rồi, thầy chỉ mô tả lại thôi ha. Bắt đầu là sau 200-300ml xong các bạn khóa lại, thì các bạn tháo cái đầu nối giữa cái dây chuyền và cái đầu của ống xong dày ra, và bạn chúc ngược cái đầu ống xong dày xuống để cho nước ở trong dạ dày của bạn nó sẽ đi ra theo một cơ chế, đó là bình thông nhau, đúng không nào? Và nước nó cứ chảy ra như thế đến khi nó không chảy nữa các bạn, thì các bạn sẽ dùng tay lực chúng ta ép nhẹ lên trên vùng thượng vị để cho nước ở bên trong nó ra, và đồng thời hơi nó ra, tránh tình trạng bệnh nhân bị trướng dịch lên, trướng bụng lên. Thì sau khi nước nó ra rồi, lần một rồi, các bạn khóa cái van lại, được chưa? Các bạn khóa cái van, xin lỗi, các bạn gắn cái chốt mà chúng ta truyền dịch và cái dây đầu xong rồi dày, và tiến hành các bạn xả nước tiếp. Thì cái mẫu dịch đó các bạn sẽ được đổ vào trong một cái lọ khoảng 100ml và chúng ta chuyển gửi mẫu, nếu như chúng ta chưa xác định rõ được độc chất đó là cái gì. À, các bạn nhớ cái này ha. Và cứ như thế các bạn rửa. Vậy câu hỏi chúng ta rửa khi nào? Ngày xưa các bạn học trong điều dưỡng cơ sở người ta nói rửa trong 5 lít. Nhưng mà trong nguyên tắc các bạn thấy rằng là bệnh nhân bị ngộ độc, đặc biệt là ví dụ như thuốc trừ sâu hoặc là họ uống sơn, các bạn sơn từ nhà đó, là các bạn thấy rồi, cái sơn mà nó cần dính vô thôi, ở tay của chúng ta thôi, nó đã không bẩn rồi, huống hồ chỉ dính lên trên niêm mạc dạ dày. Rửa đến khi nước nó ra trong thì thôi. Có người rửa tới 7 lít, thậm chí là 10 lít các bạn. Hoặc là có người trường hợp chỉ cần rửa 3 lít là xong. Ở các bạn nhá, tức là tùy tình trạng của bệnh nhân. Có thể là rửa 1 tiếng đồng hồ, có khi là rửa 2 tiếng. Mình gọi là xúc rửa là dài như vậy. Đến khi nước trong, cho nên cái động tác này các bạn lặp đi lặp lại rất là nhiều. Cho nên các bạn cần phải kiên nhẫn trong việc rửa, được chưa? Chứ không nó cũng ảnh hưởng đến bệnh nhân. Vì sao mà chúng ta pha bằng nước muối thì bạn hiểu rồi, đúng không nào? Bởi vì nếu như chúng ta không pha nước muối thì điều gì? Thì lúc này nó sẽ gây nên tình trạng là bệnh nhân mất nước và điện giải. Nhớ điều này ha. Rồi, sau khi rửa xong, những cái bước này các bạn làm nha, cho dù bất kỳ ngộ độc nào, thì các bạn sẽ bơm sorbitol hoặc magie sulfate. Thông thường là sorbitol nha các bạn nha. Mục đích để làm gì? Mục đích để gây tăng cái tình trạng nhuận tràng ở vào đường tiêu hóa dưới. Có nghĩa là một số thức ăn mà khi nó qua được cái môn vị của dạ dày các bạn, thì nó sẽ đi vào trong trục non và bắt đầu có hiện tượng hấp thu. Thì lúc này các bạn dùng sorbitol này, nó sẽ tăng cái yếu tố nhu động ruột, đúng không ạ? Để đẩy toàn bộ nó vô trong đại tràng, được không nào? Nhưng mà nó không gây tình trạng bạn tiêu chảy, nhớ cái này chưa?
Thông thường là sorbitol các bạn pha với 20 gram than hoạt. Than hoạt là cái gì? Các bạn học rồi. Than hoạt là vấn đề là một cái than có tính chất là hấp phụ. Nó có khả năng kéo những cái chất độc đi theo cái yếu tố của nó. Và sau đó chúng ta pha than hoạt, đồng thời là các bạn thấy trong phòng hồi sức hoặc phòng cấp cứu luôn luôn có những cái gói than hoạt đúng không? Họ sẽ pha vô trong 100 ml nước cộng thêm 2 gói sorbitol. Người ta họ hòa chung, họ bơm trực tiếp vào xong vậy cho bệnh nhân luôn. Các bạn nhớ nào, các bạn uống không nổi đâu. Người ta bơm trực tiếp vào sau dây, bơm nhanh liên tục như thế. Sau khi bơm xong, các bạn sẽ gặp ống xong lại, giữ ống xong đó. Các bạn nhớ này ha, không được rút ống xong, được chưa? Rồi, giữ lại 100 đến 200 ml nước rửa dạ dày lúc ban đầu. Nhớ cái động tác này ha, để chúng ta gửi làm độc chất. Nếu như mà các bạn không rõ nó là chất độc gì, thì thông thường các bạn thấy những bệnh nhân uống thuốc trị sâu á, thì người nhà hoặc là người bệnh nhân đó họ sẽ cầm cái chai thuốc đó lên đưa cho các bạn coi. Các bạn nhớ cái này ha. Còn một số trường hợp mà chúng ta không rõ loại các bạn thì bắt buộc chúng ta phải làm động tác này, được chưa? Sau đó chúng ta sẽ thực hiện y lệnh omeprazole và somatostatin. Thì hỏi các bạn omeprazole nó là cái gì vậy? Nó là nhóm gì nào? Nhóm thuốc dạ dày. Dạ dày, nhưng nó có nhiều cái nhóm dạ dày em, PPI hay còn gọi là ức chế bơm proton. Cho nên để nó bảo vệ cái niêm mạc dạ dày của chúng ta. Tức là những cái bước này là trong một cấp cứu bệnh nhân ngộ độc đều có các bạn ha. Ví dụ như là bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu, bệnh nhân ngộ độc thuốc gì cỏ, vân vân, thì các bạn cứ làm theo những cái bước này, đúng không nào? Và somatostatin có luôn, có là như thế nào? Để thầy hướng dẫn cho các bạn một cách, ví dụ như bệnh nhân bị ngộ độc vô các bạn sẽ làm gì nha các bạn nha. Và thậm chí là điều dưỡng làm khi không có mặt bác sĩ đâu. Nhiều khi các bạn thấy 10 giờ đêm thầy mới bị gọi lên viện, đúng không? Là lên mới có những ca ngộ độc. Thì các bạn sẽ thấy điều đầu tiên vô điều dưỡng sẽ làm gì nè. Khi xác định rõ, tức là khi bạn tiếp xúc bệnh nhân, cái điều đầu tiên chúng ta đánh giá sinh hiệu, đánh giá tri giác, vân vân, để chúng ta loại trừ những cái yếu tố những cái yếu tố mà ảnh hưởng đến chức năng sống của bệnh nhân. Sau đó các bạn sẽ tiến hành đặt xong dạ dày cho bệnh nhân ngay, các bạn nhớ này ha, đặt xong dạ dày cho bệnh nhân ngay. Sau đó các bạn tiến hành là xúc rửa dạ dày. Sau khi xúc rửa dạ dày làm đủ cái nguyên tắc đó xong, thì các bạn sẽ làm động tác đó là truyền dịch lợi tiểu. Nhớ điều này, truyền dịch lợi tiểu luôn. Và đồng thời chúng ta trên cái đường truyền dịch đó dùng omeprazole hoặc là esomeprazole cho bệnh nhân. Đồng thời các bạn sẽ dùng một cái ba chạc nối vào trong cái kim luồng để chúng ta thực hiện thuốc, đó là somatostatin bằng đường truyền tĩnh mạch hoặc là các bạn dùng đường bơm tim điện nha các bạn nha. Thì somatostatin nó có cái vai trò gì các bạn? Thì somatostatin nó sẽ có vai trò đó là cản trở quá trình hấp thu. Các bạn thấy rồi, nó là một trong những cái men, một cái hormone mà do tuyến tụy nó tiết ra đó. Thì nó sẽ ngăn cản cho những cái độc chất này hấp thu nhanh trực tiếp vào ruột non. Có nghĩa rằng là nó có tác dụng đó là lưu thức ăn ở trong dạ dày nhiều hơn so với việc chúng ta hấp thu. Và đồng thời chính vì như thế, thức ăn hoặc là chất độc chưa kịp hấp thu thì lúc này được nhu đậm ruột của chúng ta sau khi các bạn dùng sorbitol đó, tống nó co bóp để nó đẩy đi ra ngoài. Mà thức ăn đó chưa kịp tiêu hóa, chưa kịp hấp thu, các bạn nhớ cái này ha, thì người ta gọi là somatostatin, cản trở quá trình hấp thu chất độc cũng như là cái chất đi vào bên trong niêm mạc dạ dày. Các bạn nhớ cái điều này. Thì đó chính là những cái mà chúng ta có làm, những cái bước mà các bạn làm mà khi chúng ta cấp cứu với bệnh nhân, được chưa? Rồi, tư thế bệnh nhân rửa dạ dày, đó là tư thế đầu thấp nghiêng sang một bên, cụ thể là nghiêng sang bên trái. Nhưng mà trước khi đặt xong dạ dày cho bệnh nhân, trong quá trình các bạn đặt thì các bạn phải cho bệnh nhân nằm đầu cao. Sau khi bạn đặt xong dạ dày xong, với mục đích làm gì? Mục đích của bạn là hút dịch vị, mục đích của bạn là nuôi ăn, thì chúng ta vẫn cho bệnh nhân nằm đầu cao. Nhưng mà bệnh nhân mà có hiện tượng đó là gì bạn? Rửa dạ dày thì chúng ta phải cho nằm đầu thấp nghiêng sang bên trái. Lý do tại sao nghiêng trái ai biết không? Cái dạ dày lớn của dạ dày nằm bên trái. Bờ cong lớn dạ dày nằm hướng nào em? Bên trái. Nếu chúng ta không cho nạn nhân nằm nghiêng trái thì khi mà chúng ta cho nước vào, các bạn chấp ngược ra theo nguyên tắc bình thông nhau á, thì nước nó sẽ không ra. Các bạn nhớ này không? Nước nó không ra có nghĩa là vẫn ứ đọng ở trong dạ dày và nó nguy cơ nó đi xuống luôn cả phần môn vị luôn, để nó đi xuống cái phần đường tiêu hóa dưới. Cho nên chúng ta cho nó nằm ở cái tư thế như thế này là tư thế an toàn cho bệnh nhân là một. Cái thứ hai là tư thế phù hợp với vị trí giải phẫu để chúng ta thực hiện nguyên tắc đó bình thông nhau. Bạn cứ thử hình dung nếu như các bạn nằm nghiêng sang bên phải thì điều gì xảy ra. Các bạn nhớ điều này ha. Rồi, một trong những cái việc mà chúng ta thầy hướng dẫn cho các bạn là chúng ta đặt xong dạ dày, khi chúng ta tiến hành rửa dạ dày ở trên lâm sàng như sau. Các bạn kể cho thầy cách mà chúng ta đo ống để chúng ta đặt ống vào dạ dày là đo từ đâu tới đâu. Ai biết nói lại nghe nào. Rồi xong thầy hướng dẫn cho. Đó từ đâu? Nhanh lên. Giá tay cùng bên hay giá tay khác bên? Dạ cùng bên. Rồi sao nữa? Từ giá tay tới mũi chu ức. Từ cánh mũi tới giá tay. Xong từ đoạn từ giá tay đến mũi ức. Thì nguyên cái đoạn này chính là đoạn đi vào dạ dày. Nhưng các bạn nhớ ha, cái vị trí các bạn đo đó thì nó chỉ đứng ở năm cái vị trí tâm vị thôi.
Cho nên một trong những cái lâm sàng cũng như là một trong những cái nguyên tắc mà khi các bạn đo xong á, là các bạn đo từ cánh mũi tới giá tai và từ giá tai đến mũi ức đúng không? Thì thông thường các anh chị điều dưỡng sau khi làm được cái dấu vị trí này, họ sẽ nhích xuống thêm khoảng từ 3-5cm nữa. Các bạn nhớ điều này ha. Và cái vị trí này nó sẽ giúp cho hiệu quả hơn khi mà các bạn thực hiện việc mà chúng ta rửa dạ dày cũng như việc các bạn nuôi ăn cho bệnh nhân. Hiểu lý do tại sao mà chúng ta đo, nếu như các bạn đo đúng cái vị trí á, từ cánh mũi đến giá tai và giá tai đến mũi ức á, thì lúc này cái ống thông của bạn nó chỉ nằm ở cái mức đầu trước của tâm vị mà thôi. Nhớ điều này ha. Hiểu được điều này chưa? Thì thông thường đến đoạn đó thì các anh chị sẽ đếm thêm khoảng 3-5cm nữa, tức họ lùi lại để cho cái đường chiều dài của ống nó trở nên như thế nào, dài hơn. Các bạn nhớ đến điều này. Có một số trường hợp thầy nói với các bạn rằng là những người mà các bạn đo theo đúng nguyên tắc như thế đó, thì ống xong dạ dày nó rất là dễ bị tuột ra, bởi vì các bạn thấy rằng là nhu động ở trong thực quản nó luôn có, đúng không nào? Chỉ cần bệnh nhân nôn là cái ống xong nó có xu hướng nó cuộn lại và nó trào ngược lên trên họng. Các bạn nhớ hình dung ra điều này ha, được chưa? Rồi, cái trường hợp thứ hai thầy kể cho các bạn nghe như thế này. Một bệnh nhân đó khi họ bị té ở trên một cái công trình của một cái tập đoàn rất là lớn ha, họ xuống như thế, thì lúc này họ ngậm toàn bộ bùn đất cát và họ nuốt vào dạ dày. Thì khi mà điều dưỡng họ đặt xong rửa dạ dày các bạn, thì các bạn làm một cái nguyên tắc là trước khi chúng ta đặt xong dạ dày thì các bạn phải thử bằng cách nào? Bơm hơi vào trong vùng thượng vị, xin lỗi, bơm hơi vào xong dạ dày, đồng thời chúng ta nghe vào vùng thượng vị thì các bạn sẽ thấy một cái tiếng ọc vào dạ dày. Thứ hai, nhúng vào đầu ống xong không có sự tự sữa bọt. Thứ ba, hút dịch vị ra. Thì lúc này hút dịch vị ra thì các bạn thấy dịch nó trong, nhưng mà lúc này các bạn phải hiểu một điều rằng là cái chất mà như là cát đất nó nằm ở cái phần phía dưới, phần thấp của dạ dày đúng không, thì người ta không có hút ra được. Cho nên lúc này điều dưỡng cứ nuôi ăn liên tục đến cả mấy ngày trời các bạn, thì lúc này các bạn thấy rằng là tình trạng bệnh nhân rất là nặng, không hiểu lý do tại sao. Thì chủ khoa lúc này mới dùng ống các bạn đẩy sâu vô nữa thì rút ra là toàn đất không và bắt đầu cho xúc rửa dạ dày. Các bạn nhớ ra điều này ha. Cho nên việc các bạn thấy rằng là chúng ta đo từ cánh mũi đến giá tai, giá tai đến mũi ức, đó là cái lý thuyết của bạn thôi. Sau đó các bạn chêm thêm 5cm nữa. Nếu như những các bạn thấy những anh chị điều dưỡng họ làm, họ làm như vậy được không nào? Thì đó chính là cái tư thế cũng như là cách các bạn làm. Sau đó chúng ta sẽ cho nước nó ra theo nguyên tắc bình thông nhau. Trong trường hợp mà nước nó ra không theo nguyên tắc bình thông nhau thì các bạn coi thử rằng là cái lượng nước bạn đưa vào đủ chưa, và cái thứ hai nó có bị tắc hay không. Nếu không, nếu nó tắc á, thì các bạn sẽ dùng ống để chúng ta bơm tim, chúng ta hút ngược kéo ra lại. Các bạn nhớ này ha. Rồi, còn trường hợp đây chính là bệnh nhân ngộ độc thuốc Parawash. Parawash hay còn gọi là những cái thuốc diệt cỏ cháy các bạn. Thì trong trường hợp này chúng ta không xúc rửa cho bệnh nhân, chúng ta chỉ điều trị hỗ trợ cho bệnh nhân. Và nếu như bệnh nhân uống cái thể tích cao thì các bạn sẽ xác định rõ một điều rằng là bệnh nhân sẽ tử vong. Các bạn nhớ điều này ha. Cho nên cái Parawash hiện tại chưa có một cái thuốc nào điều trị đặc hiệu, cũng như là không có phương pháp nào điều trị đặc hiệu cho khi bệnh nhân ngộ độc với thuốc Parawash này cả. Chỉ là điều trị triệu chứng như các bạn là truyền dịch lợ tiểu, hoặc là dùng những cái thuốc bảo vệ niêm mạc dạ dày, những thuốc mà bảo vệ chức năng gan thận, ví dụ như thế, vân vân, được chưa? Thì đây chính là thuốc ngộ độc Parawash. Vậy cái điều đầu tiên á, khi mà bệnh nhân bị ngộ độc hoặc là tự độc tới viện các bạn, thì bác sĩ hay hỏi là uống cái gì. Thì mà nếu như đưa ra cái Parawash các bạn ha, uống với thể tích như vậy thì gần như là chúng ta giống như là chờ thôi các bạn, hiểu điều này ha. Còn đối với trong trường hợp những cái thuốc trừ sâu hoặc là thuốc diệt cỏ khác thì các bạn có thể cấp cứu cứu chữa bệnh nhân theo nguyên tắc nãy giờ chúng ta học. Được chưa? Vậy bây giờ trong trường hợp bệnh nhân có đặt nội khí quản thì tức là bệnh nhân hôn mê. Vậy khi bệnh nhân có ngộ độc mà hôn mê, đặc biệt ví dụ như các bạn thấy bệnh nhân ngộ độc aspirin, acid acetic á các bạn, acid salicylic á, cái bữa trước các bạn học ha, bệnh nhân rơi vào trạng thái toan máu là một, bệnh nhân hôn mê là hai, thì lúc này các bạn muốn rửa dạ dày cho bệnh nhân bắt buộc các bạn phải đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở. Và các bạn nhớ thế này. Rồi, nếu như mà bạn không đặt nội khí quản, bạn rửa là bệnh nhân sặc, bệnh nhân phổ, bệnh nhân tử vong rất là nhanh á, tại vì khi bệnh nhân còn tỉnh các bạn đặt xong dạ dày mà nếu như nước mà nó có tràn ngược ra lại thì bệnh nhân có động tác rất là nôn. Các bạn nhớ này ha. Nhưng bệnh nhân xong dạ dày đại, bệnh nhân hôn mê rồi, bệnh nhân không có cái động tác đó nữa. Được chưa? Thứ nhất, trong trường hợp bệnh nhân hôn mê, chúng ta đặt nội khí quản trước. Thứ hai, sau đó chúng ta dùng biện pháp đó rửa dạ dày. Và cuối cùng là chúng ta sẽ bơm than hoạt và nhuộm tràng, giống như cái bước các bạn rửa dạ dày. Nhưng chúng ta có thêm một cái bước nữa, đó là gì nào? Đặt ống xong, được chưa? Đặt nội khí quản, các bạn nhớ cái này hơn. Thì đó là việc mà chúng ta loại bỏ chất độc qua đường tiêu hóa, được chưa? Giờ chúng ta sang phần thứ hai, đó là loại bỏ chất độc qua đường tiết niệu. Có nghĩa rằng là các bạn thấy cái lượng chất độc nó đi vào cơ thể chúng ta trong cái thời gian tức là bệnh nhân ngộ độc muộn rồi, đúng không nào? Thì nó đi vào máu rồi. Thì lúc này các bạn sẽ làm những cái phương pháp gì? Thì giờ thầy hỏi các bạn, ví dụ như một bệnh nhân mà bị ngộ độc rượu, đúng không? Lúc này các bạn thấy rằng là trong cơ thể của họ hàm lượng methanol rất là cao.
Cho nên để người ta giải đặt đi cái methanol đó các bạn, thì người ta sẽ dùng cái phương pháp gì để cho methanol nó loại trừ ra ngoài rất là nhanh? Thế theo bạn, bạn chọn con đường nào, chọn phương pháp nào để chúng ta loại bỏ chất độc ra ngoài nó nha, đặc biệt là ra nước tiểu các bạn, chúng ta chọn phương pháp nào? À, truyền dịch, đúng không? Chúng ta sẽ truyền dung dịch đó là đẳng trương, được chưa? Và đồng thời chúng ta gây lợi tiểu cho bệnh nhân, nhớ điều này. Thì đó chính là hai cái phương pháp chính là khi chúng ta loại bỏ chất độc qua đường tiết niệu. Thứ nhất đó là truyền dịch và dùng lợi tiểu quai. Lợi tiểu này nó là một cái lợi tiểu rất là mạnh, các bạn nhớ ha. Khi mà chất độc đã thấm vào máu có nghĩa là bệnh nhân đã tự độc lâu hoặc là ngộ độc lâu rồi. Thứ hai nữa đang là trong trường hợp bệnh nhân ngộ độc thuốc barbituric các bạn, hay còn gọi là ngộ độc thuốc phenol barbital, một trong những nhóm thuốc mà chống co giật, chống động kinh, thì nó sẽ gây nên tình trạng đó là toan máu. Cho nên các bạn sẽ sử dụng dung dịch truyền đó là NaHCO3 1,4%. Ai giải thích được tình trạng này, lý do tại sao chúng ta dùng cái này không? Trong trường hợp mà các bạn thấy không ạ, bệnh nhân ngộ độc rượu nè, hoặc là bệnh nhân ngộ độc cái chất mà chất độc có thể đi vào máu rồi, thì người ta thường truyền dịch đó là NaCl 0,9%, hoặc là người ta có thể truyền dung dịch gluco 5%. Nhưng trong trường hợp bệnh nhân ngộ độc thuốc barbituric thì dịch truyền của bệnh nhân là natri bicarbonate. Và thầy đã giải thích cho các bạn rồi, cái khi mà bệnh nhân barbiturate bản thân của nó là một acid các bạn ha, cho nên lúc này nó có tính chất đó là gì các bạn, gây toan máu. Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ truyền là NaHCO3 1,4. Bạn nào giải thích được cái này thầy? Dạ thầy, cái đó có tính kiềm nên là trung hòa lại tính acid ạ. Lý do trung hòa như thế nào nói thầy nghe, mình giải thích cơ chế như thế nào và làm sao chúng ta biết được là bệnh nhân ngộ độc barbituric này có tình trạng toan, thì các bạn phải cho bệnh nhân làm một cái xét nghiệm gì, ai biết không? Xét nghiệm gì mà chúng ta mới nhận được bệnh nhân nhiễm toan các bạn? Máu động mạch. À, khí máu động mạch. Trong khí máu động mạch các bạn cần thêm cái chỉ số đó là chỉ số gì nào? pH và vậy pH. Mà trong trường hợp mà bệnh nhân nhiễm pH đúng không bạn? Mà pH của bệnh nhân nhiễm toan có nghĩa rằng là pH của bệnh nhân thấp đúng không nào? Bé hơn 7.35. Thì có nghĩa là một cái nồng độ chất H cộng bên trong cơ thể bệnh nhân tăng hay giảm? Tăng. Mà chính tăng như thế để loại bỏ H cộng ra thì các bạn sẽ dùng phương pháp đó là trung hòa bằng NaHCO3. Được chưa? Chính cái này nó sẽ tác động với H cộng để giảm cái nồng độ H cộng xuống. Thì đây là một trong những phương pháp mà người ta điều trị toan. Ngoài ra người ta vẫn có thể truyền dịch bình thường các bạn ha. Khi nào bây giờ sau này các bạn sẽ thấy rằng ở trên lâm sàng, đối với trong trường hợp những bệnh nhân các bạn thấy rằng là họ có hiện tượng bị toan máu các bạn, thì người ta chỉ cần truyền dung dịch nước muối thôi, hoặc là nước muối ưu tương, có thể nó đã loại bỏ được H cộng rồi. À, các bạn nhớ ra điều này ha. Thì đây là những cái dung dịch mà các bạn thường thấy ở trong phòng hồi sức thôi. Còn đối với những người ở khoa bình thường, người ta không có truyền cái natri bicarbonate đâu. Ở các bạn thấy ha. Rồi. Phương pháp thứ ba đó là phương pháp chúng ta lọc ngoài thận và lọc thận. Lọc ngoài thận có nghĩa rằng là chúng ta dùng phương pháp lọc màng bụng, được chưa? Đây, phương pháp lọc màng bụng là như thế này. Các bạn thấy rằng là khi mà chất độc nó đi vào trong đường tiêu hóa rồi, đặc biệt nó xuống đường tiêu hóa dưới rồi các bạn ha. Tức là bệnh nhân đi vào viện ở trong trạng thái đó là sau 6 giờ, nhưng mà trước khoảng là 12 giờ, thì các bạn thấy rằng là chất độc nó ở trong đường tiêu hóa. Thì bây giờ người ta sẽ làm một cái hiện tượng đó là lọc màng bụng, hay còn gọi là hiện tượng là thẩm phân phúc mạc. Ở các bạn thấy rằng là người ta sẽ cho cái dịch thẩm phân đi vào trong cái màng bụng. Vì các bạn đặt màng bụng các bạn học rồi, đúng không nào? Ở trong điều dưỡng cơ sở 2 nó dạy cho bạn rồi. Chúng ta sẽ dùng một catheter chúng ta đặt vào bên trong màng bụng, hay còn gọi là phúc mạc của bệnh nhân đó, bằng đường nào, cái vị trí như thế nào, coi là điều dưỡng cơ sở 2 ha. Khi các bạn đặt vào bên trong, các bạn sẽ cho dịch thẩm phân vào. Thẩm phân này nó đi vào bên trong, nó sẽ gây một cái áp suất, đó là áp suất thẩm thấu, tức là chênh lệch cái nồng độ, đúng không bạn? Cho nên lúc này thẩm thấu là gì? Kéo những cái chất độc, những cái nồng độ chất gây độc ra ở trong cái màng bụng này, và sau đó chúng ta sẽ tháo cái dịch đó đi ra bên ngoài, giống như việc các bạn rửa dạ dày. Nhưng mà cái cơ chế rửa này các bạn hiểu đó là cơ chế thẩm phân, hay còn gọi là cơ chế hấp thụ ngược chất độc đi ra lại. Ở các bạn nhớ không? Thì đây người ta gọi đó là phương pháp lọc màng bụng, hay còn gọi là phương pháp thẩm phân phúc mạc. Ở các bạn nhớ này, và thường chúng ta vẫn áp dụng đối với những trường hợp mà bệnh nhân ngộ độc, hoặc là những bệnh nhân có hiện tượng là hoại tử sinh hơi các bạn ha. Rồi, phương pháp thứ hai đó là phương pháp lọc thận, hay còn gọi là lọc máu. Thì cái này là thận nhân tạo, bữa sau có bài thở máy các bạn sẽ học ha. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ cho máu từ ở trong động mạch của bệnh nhân đi ra. Thì máu này là máu nhiễm bẩn, sau đó đi qua một cái hệ thống DIZLay hay là một cái cục lọc các bạn ha. Thì nó sẽ được loại bỏ cái yếu tố chất độc, cũng như loại bỏ đi kali và creatinine, và máu của bạn sẽ được bơm về hệ thống tĩnh mạch, được chưa? Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng là heparin sẽ được đổ vào ở trong cái giai đoạn này để tránh cái tình trạng các bạn bị đông máu. Và tất nhiên trong quá trình các bạn đi như thế, nó sẽ có một hệ thống máy bơm mới làm cho máu của bạn nó tuần hoàn được, được không nào?
Thì đây là cái thầy nói chung là cái phương pháp nó thôi. Còn cách chúng ta thực hiện là CRT nó gồm có những cái bước nào và những cái nguyên lý nào thì tới cái bài chăm sóc bệnh nhân thở máy các bạn sẽ học ha. Bao gồm là ECMO và CRT, được chưa? Rồi. Đó là phương pháp thứ ba là loại bỏ chất độc qua ngoài thận và cũng như loại bỏ chất độc qua phương pháp lọc thận. Lọc thận hay người ta còn gọi là lọc máu như vậy nha, hay người ta còn gọi đó là thận nhân tạo, được chưa? Phương pháp thứ tư đó là loại bỏ chất độc bằng biện pháp thay máu. Cái này thông thường các bạn sẽ áp dụng cho những trẻ em hoặc là trẻ sơ sinh. Các bạn thấy là trẻ sơ sinh vẫn có khả năng nó nhiễm độc thông qua ai các bạn? Thông qua người mẹ, ví dụ như thế. Thì các bạn thấy cái nồng độ chất độc ở trong máu nó tăng cao, mà cái thể tích máu của trẻ nó sẽ ít hơn thể tích máu của chúng ta, đúng không? Cho nên người ta có thể dùng phương pháp đó là thay máu. Ở các bạn nhớ điều này. Vậy cái kỹ thuật thay máu nó sẽ làm như thế nào? Thì các bạn thấy rằng đây là dụng cụ để chúng ta thay máu cho bệnh nhân. Cái các bạn cần phải cần có cái ba chạc, đúng không? Thứ hai là chúng ta sẽ có bịch máu. Máu đây là máu chúng ta chuẩn bị sẵn đấy các bạn. Mà ba chạc ở đây các bạn không phải chỉ dùng một loại đâu, mà chúng ta dùng đến hai cái ba chạc. Và tí nữa thầy sẽ cho bạn xem một cái sơ đồ khối cũng như là cách chúng ta thay máu nó ra làm sao. Được chưa? Vậy quy trình thay máu 4 thì. Vậy các bạn thay máu là thay máu như thế nào? Đầu tiên các bạn sẽ đặt một cái ke kim luồn hoặc là một cái catheter vào bên trong tĩnh mạch của trẻ đó, được chưa nào? Sau đó các bạn sẽ nối hệ thống dây truyền với lại hệ thống ba chạc theo nguyên tắc như sau. Các bạn quan sát nè, đây. Giả sử đây là một cái tĩnh mạch rốn, các bạn nhớ nha. Đây là một cái tĩnh mạch rốn, bạn đặt catheter đi vào bên trong, đúng chưa nào? Sau đó các bạn sẽ nối với hệ thống dịch truyền cũng như dịch thay của bạn qua một hệ thống ba chạc. Bây giờ thầy hỏi một câu, bạn nào còn nhớ nguyên lý của ba chạc không? Ba chạc này khi nó bị tắc thì các bạn hướng cái đầu nào về phía đó? Nói cho thầy nghe coi nào. Nguyên lý của ba chạc là gì các bạn? Các bạn không dùng ba chạc được thì sao các bạn đo CVP cho bệnh nhân được? Các bạn nhớ không? Do dịch chảy qua đoạn này thì đoạn kia nó phải tắc, ví dụ như vậy. Bây giờ các bạn thấy nha, ở trên cái ba chạc chính là nó có ba cái chia ra ngoài, đúng không? Thì có một cái nhánh nó không có chia. Vậy giờ thầy hỏi các bạn nè, bây giờ cái bạn muốn cho cái đoạn này nè nó tắt, đúng không? Thì bạn sẽ quay cái tư thế như thế nào? Ai nói thầy được? Nhanh. Không nói được là bạn không có thay máu 4 thì được đâu. Mấy bạn khác sao? Hướng không cạnh quay bên nào bên nó tắt. Đúng rồi bạn. Các bạn thấy này, cái hướng này chính là hướng không cạnh, đúng không? Vậy cái hướng này mà nó quay về phía bên nào, các bạn xoay bên nào thì bên đó sẽ tắt. Giả sử như bây giờ các bạn thấy nha, đây là cái tĩnh mạch rốn của bệnh nhân, đúng chưa? Là nơi máu nó sẽ đi vào và đi ra. Còn đây chính là cái túi máu. Xin lỗi, đây chính là cái bơm tim hay còn là một cái bơm áp lực. Rồi đây chính là cái túi chứa máu. Chứa máu đây có nghĩa là cái gì bạn? Chứa máu bẩn. Còn đây là chai máu tươi để các bạn thay cho bệnh nhân, đúng không nào? Bây giờ thầy hỏi các bạn nè, bây giờ thầy muốn tắt cái con đường này thì thầy chỉ còn lưu thông được con đường này và đường này thôi. Thì các bạn sẽ quay cái ba chạc cho cái hướng không có ngạnh nè, đi về phía bên này. Hiểu này chưa? Rồi tương tự như thế, bây giờ thầy muốn tắt cái con đường này thì các bạn sẽ quay ba chạc cái hướng không ngạnh nè, đi về phía cái đầu này, tức là bạn xoay. Cho nên bây giờ các bạn thấy rằng là trong trường hợp này là cái hướng này nó sẽ gây tình trạng tắc, mà hướng này nó đâu có cái nhánh đi ra đâu, các bạn hiểu chưa? Cho nên tất cả cái đoạn này đều thông cả. Nhớ ra điều này ha. Vậy bây giờ thầy muốn này các bạn, mình tắt cái đoạn này, tắt đoạn này nha, nó chỉ còn đoạn này và đoạn này thông, thì bạn sẽ quay cái hướng không ngạnh nè, được chưa? Về phía mặt này, hiểu điều này chưa? Có nghĩa rằng đó là nguyên lý của ba chạc. Mà trong trường hợp bạn thay máu thì cái nguyên lý nó phức tạp hơn, các bạn phải gắn hai cái ba chạc luôn, cho nên bạn phải điều chỉnh như thế nào cho phù hợp. Bây giờ các bạn cùng làm nè. Thầy nói các bạn nha, cái việc thay máu các bạn thấy nó ghê gớm, là ngay cả sinh viên các bạn được làm ở trong phòng NICU hay còn gọi là phòng hồi sức sơ sinh. Thì trong trường hợp mà trẻ đó hiện tượng toan máu nặng các bạn ha, bắt buộc phải thay. Các bạn sẽ thấy rằng là trong trường hợp mà bệnh nhân thay máu thì các bạn thấy rằng là cái việc mà thay máu thì việc đặt catheter này, rồi việc mà các bạn lắp dụng cụ như thế này là các bác sĩ và điều dưỡng họ làm hết rồi, thì để cho sinh viên của bạn thực hiện cái việc thay máu thôi, mà các bạn không biết nguyên tắc thay là họ chửi các bạn là đúng. Đúng nào? Vậy muốn biết được nguyên tắc thay thì các bạn phải biết được cái gì? Biết được cách mà các bạn chỉnh, được không nào? Chỉnh cái ba chạc như thế nào? Giống như các bạn đo CVP cho bệnh nhân á, cho dịch từ trong chai dịch chảy vào trong cục thước, rồi từ cục thước chảy vào bệnh nhân thì các bạn phải khóa những cái đường nào? Các bạn hiểu này không? Ngay cả việc các bạn đặt ALIS hay còn gọi là đặt cái động mạch xâm lấn, đúng không? Bạn phải hiểu được cái nguyên tắc cũng như là cách ba chạc, được chưa? Vậy bây giờ các bạn nhìn cho thầy nào. Đây. Thì một đó là thì rút máu. Và cái công thức các bạn rút máu như sau: 5 ml trên kg trên lần. Đây là một trong những cái đề thi trong tốt nghiệp của bạn nè, được chưa? Rút 5 ml trên kg trên lần trong 30 giây. Giả sử trẻ này sinh ra trong tình trạng là 2 kg, đúng không bạn? Sinh non đi chẳng hạn, 2,5 kg đi. Thì lúc này các bạn sẽ thấy rằng các bạn nhân lên
thì lúc này nó khoảng là 12,5 ml đúng không? Mà các bạn sẽ rút nó trong vòng 30 giây. Thì tương tự như thế các bạn rút với tốc độ như thế nào? Hiểu điều này chưa? Tính toán được không? Bữa bài tập cho về làm được chưa? Ví dụ bài tập thầy cho các bạn truyền huyết thanh cho bệnh nhân á. Các bạn có hiểu một điều như thế này nè. Một bệnh nhân đó nặng bao nhiêu ký? 75 ký đúng không? 70 ký đúng không? Mà bệnh nhân cần phải dùng huyết thanh đơn giá. Mà các bạn biết rồi, chúng ta truyền thì các bạn làm với tốc độ là bao nhiêu ml trên giờ? Thì các bạn sẽ thấy rõ, xin lỗi, bao nhiêu giọt trên phút. Thì các bạn áp dụng công thức mà bữa các bạn học bài truyền dịch, từ đó đến giờ các bạn đã rành mấy chuyện này rồi. Thì tương tự như thế các bạn có thể hoàn toàn áp dụng cái này. Thì thầy sẽ cho bạn bài tập về làm điều này được chưa? Công thức rút như sau: 5 ml trên kg trên một lần trong 30 giây. Bạn rút với tốc độ nhanh hơn trẻ hoặc là bệnh nhân đó. Hiểu này chưa? Giảm áp lực máu đột ngột. Chính như thế nó sẽ giảm lượng máu qua thận, dẫn đến tình trạng có khả năng là tổn thương cầu thận, dẫn đến tình trạng bệnh nhân vô niệu. Nhớ này ha. Cho nên rút máu cái tốc độ là 5 ml trên kg trên một lần trong 30 giây. Nhớ nha, một lần bạn thay máu bệnh nhân không phải bạn chỉ thay có một lần đâu. Bạn phải làm động tác này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, đến khi nào mà bạn thay đủ máu cho bệnh nhân thì thôi. Có nghĩa rằng là khi mà chúng ta giảm cái lấy cái lượng máu đi ra thì bạn phải bơm cái lượng máu đi vào, đúng không? Thì các bạn phải luôn cân bằng cái mức như vậy. Nhớ điều này chưa? Đó, cho nên nếu như mà các bạn lấy cái lượng máu đi ra mà thể tích nó không đạt được tiêu chuẩn là 1, lấy với tốc độ nhanh là 2, mà bạn chưa kịp bơm lượng máu đi vào mà các bạn đã cứ rút lần thứ hai nữa rồi, thì lúc này coi chừng bệnh nhân trụy mạch đó các bạn. Cho nên lúc này chúng ta chỉ rút với cái thể tích như thế này, và đặc biệt các bạn thường thay máu này cho trẻ sơ sinh hoặc là trẻ em là nhiều, được chưa? Người lớn cũng có nhưng mà ít hơn, thông thường là trẻ em nếu như các bạn làm bên NICU. Rồi, vậy cách các bạn làm như thế nào? Thì đầu tiên các bạn đã đặt cái catheter vào tĩnh mạch rốn của trẻ rồi. Thì thông thường trẻ sơ sinh nó vừa sinh ra thì người ta tận dụng đường tĩnh mạch rốn luôn, đúng không nào? Mà các bạn tiêm vào tĩnh mạch rốn nó còn dễ hơn các bạn tiêm vào tĩnh mạch bình thường, tại vì cái con nít mà các bạn trẻ sơ sinh mà cái tĩnh mạch ngoại biên của nó rất là nhỏ và rất là khó lấy, và tĩnh mạch rốn của nó rất là lớn, đúng không nào? Và tương đối là dễ lấy. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đầu tiên các bạn lắp đặt catheter, sau đó lắp hệ thống gọi là các bạn hệ thống thay máu, và các bạn tiến hành làm thêm một cái sơ đồ khối như sau nè. Đầu tiên á, các bạn sẽ quay cái ba chạc đây, thấy chưa? Quay tất cả các ba chạc nè, cái hướng không có ngạnh nè, được chưa? Về phía túi chứa máu và phế chai máu để các bạn thay. À, cái túi chứa máu đây chính là túi chứa máu bẩn, được chưa? Chai máu tươi để thay chính là chai máu sạch. À, các bạn nhớ, tức là chúng ta lắp cái túi máu bẩn nè và lắp cái chai máu sạch để vào trong cái hệ thống này rồi. Thì đầu tiên các bạn sẽ quay cái ba chạc này, cái hướng không ngạnh nè về hướng này, và cái này hướng không ngạnh về hướng này. Cho nên lúc này hai con đường này đã tắt, nó chỉ còn con đường thông giữa cái tĩnh mạch rốn và cũng như là thông giữa cái bơm tim của bạn thôi, được chưa? Bơm tim của bạn có thể các bạn sử dụng bơm tim 20 hoặc là bơm tim 50 để các bạn rút. Nhớ này ha, đó là bước 1, được chưa nào? Cho nên lúc này các bạn sẽ rút máu của bệnh nhân ra. Thì theo các bạn, bây giờ bạn tư duy cho thầy xem nè, giờ bạn rút máu của bệnh nhân ra rồi đúng không? Bạn nào suy luận được cho thầy, giờ bạn làm bước thứ hai là các bạn khóa đường nào, mở đường nào, ai biết không? Giờ thầy quay lại cái hình này nha. Đây, thì cái này chính là túi chứa máu bẩn, còn đây là chai máu sạch để thay, đúng không? Thì nó phù hợp với là cái sơ đồ khối như này. Đây bịch chứa máu bẩn và đây chính là bịch máu. Bịch máu đây là bịch máu mới các bạn ha. Vậy bước thứ hai của bạn, theo bạn, bạn khóa cái nào? Nói thầy nghe coi. Khóa máu bẩn, mở máu sạch, chắc chưa? Bây giờ mình nói cơ bản như thế nào, bịch chứa máu đây gọi là máu bẩn nha, còn bịch máu đây gọi là máu sạch hơn. Thật sự mình nói như thế cho khái niệm các bạn dễ hiểu. Rồi, bạn nói như thế thầy thấy chưa phù hợp, ai nói được không? Khóa máu bẩn, mở máu sạch, sai rồi. Giờ thầy nói các bạn nè, khi chúng ta thay máu cho bệnh nhân, các bạn phải thay trong một cái môi trường kính, đảm bảo vô khuẩn, được không? Ai biết? Mở mic lên. Ngược lại là sao? Hay là khóa máu bẩn, khóa ống tiêm. Khóa máu bẩn đúng không? Tức là chúng ta vẫn khóa cái chỗ này. Rồi có mở chỗ nào ra không? Có mở cái bịt máu sạch. Mở bịt máu sạch. Sai luôn. Không khóa ống tiêm á thầy. Sai luôn. Bây giờ các bạn làm gì? Nhớ nha, thay máu là phải trong một cái môi trường kính. Các bạn không có nghĩa rằng là giống như bây giờ các bạn rửa dây bệnh nhân đúng không? Các bạn cho nước vào xong bạn rửa cái đầu ống của dây dịch truyền với lại đầu ống xong ra các bạn cho nước xong bạn gắn, không có nha. Bơm tim và hệ thống lọc nó luôn phải kín, tại vì các bạn thấy cái môi trường này là môi trường vô khuẩn mà, từ máu có thể đi thẳng, đúng không? Từ máu có thể đi trực tiếp vào cơ thể bệnh nhân, cho nên hệ thống này phải là hệ thống kín và đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối luôn. Vậy bây giờ các bạn cứ suy luận, các bạn nói như thế nào đúng thì thầy chiếu tiếp, còn không thì thôi. Ai nói được nào? Thầy giờ thầy đủ sức rồi nha các bạn nha, không đủ sức thầy nói nữa đâu.
Bây giờ bạn khóa là như thế này nè. Còn việc các bạn khóa như thế nào, ba chạy quay hướng như thế nào, thầy đã hướng dẫn rồi. Bây giờ theo bạn này, chúng ta có bốn con đường như sau này. Một là đây nè, hai là đây nè, ba là đây nè, và bốn là đây nè. Vậy bây giờ bạn chỉ cho thầy khóa những con đường nào, để lại con đường nào. Giờ sang bước thứ hai. Không hình dung ra. Bây giờ các bạn sẽ thấy rằng là gì? Cái túi, cái bịch máu nha, hay còn gọi là túi chứa máu, máu sạch đó, các bạn vẫn khóa lại cho thầy, được chưa? Nhưng bây giờ các bạn mở thông cái túi chứa máu bẩn ra và các bạn sẽ khóa về phía bệnh nhân. Có nghĩa rằng là các bạn quay như thế này đây. Được chưa? Ban đầu là tư thế như thế này. Thì bắt đầu bước 1, các bạn cho hai cái không nặng nó đi về phía này, được chưa? Sau đó bạn sẽ rút máu của bệnh nhân ra. Máu của bệnh nhân ra rút ở với một cái thể tích như thế nào, tốc độ ra sao, trong thời gian bao lâu, là các bạn học được công thức đó rồi, đúng không nào? Sau khi máu nó đi ra, là ra ở đâu các bạn? Cái đầu bơm tim, được chưa? Thì cái ba trạng này các bạn vẫn giữ nguyên, được không nào? Giữ nguyên có nghĩa là cái nhánh không ngạnh nó sẽ hướng về phía này. Còn đối với cái ba trạng này, các bạn sẽ thấy là cái hướng không ngạnh đang hướng về túi chai máu, thì bạn quay cái hướng không ngạnh này hướng về phía bệnh nhân, đúng chưa? Để mục đích để làm gì? Các bạn chặn cái đường đi vào bệnh nhân nè, và các bạn mở thông cái đường của bịch máu ra, và mở bằng cái cách chúng ta chỉnh ba trạng thôi. Và sau đó các bạn sẽ bơm máu từ cái túi, cái ống máu nè, đi vào bịch chứa máu. Hiểu điều này không? Hiểu không? Đó là bước 2. Bơm máu từ ống tim, tim đây là có chữ E nha các bạn nha, vào chai đựng máu. Hiểu chưa? Hiểu này không đã? Hiểu không đã? Hình dung chưa? Vậy khóa là khóa như thế nào? Khóa như thế nào? Mà muốn lên phòng thực hành ba chạc, thầy sẽ cho các bạn giả sử như là các bạn không phải là thay máu mà các bạn thay dịch cho bệnh nhân đi. Thì sẽ gắn hai cái ba chạc cho các bạn thực hành, các bạn làm. Đúng không nào? Có thử các bạn có biết cách làm không? Được chưa? Vậy sau đó các bạn sẽ, tức là cái bịch chứa máu là chứa máu bẩn này các bạn, các bạn bơm ra hoàn toàn. Được không nào? Sau đó theo bạn bước 3 bạn sẽ làm gì? Bạn đã rút máu ra rồi. Và bây giờ bạn muốn rút nữa, thì trước khi rút nữa bạn phải thay máu bằng cách bạn bơm máu sạch vào cho bệnh nhân. Giờ bạn khóa đường nào, giữ đường nào, nói thì nghe. Ai biết? Giờ bạn khóa đường nào, bạn giữ đường nào? Vẫn khóa bệnh nhân, xong rồi khóa bịch chứa máu. Mở khóa bệnh nhân, khóa bịch chứa máu. Mở bịch máu ra. À, mở bịch máu ra. Nhưng bây giờ làm sao khóa? Đúng rồi, bạn nói như thế, nhưng mà vấn đề chúng ta điều chỉnh ba trạng như thế nào? Khóa bịch chứa máu. Khóa bịch chứa máu mà mở bịch máu là chưa đủ nha. Khóa bịch chứa máu là một, và chúng ta phải khóa cả bệnh nhân. Nhớ điều này ha, luôn luôn phải có hai cái động tác khóa. Vậy bây giờ cái khóa bệnh nhân này các bạn ha, là các bạn vẫn giữ cái ba chạc, cái hướng không ngạnh, đúng không? Quay về phía bệnh nhân, được chưa? Quay về phía phần tĩnh mạch rốn. Rồi bây giờ bạn làm sao nữa? Bạn khóa cái bịch chứa máu thì bạn khóa như thế nào? Thì bạn cần phải dùng tới cái ba chạc này, đúng không? Quay lại đây. Đây. Thì lúc này các bạn sẽ dùng cái ba chạc này nè, cái đoạn này này, đúng không? Các bạn sẽ quay cái ngạnh này nè về hướng bên này, đúng không nào? Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy rằng là hai cái ba chạc này, tức là nó sẽ tạo thành cái hình chữ L, chữ T nằm ngang các bạn. Được chưa? Hai cái ngạnh nào tạo thành chữ T nằm ngang. Cho nên cái này hướng không ngạnh quay về phía bệnh nhân, và cái này cũng hướng không ngạnh cũng quay về phía bệnh nhân. Nhưng mà chính các bạn hướng không ngạnh này quay phía bệnh nhân, cho nên lúc này máu nó cũng không có đi ra đi vào chỗ cái túi chứa máu này được. Được không nào? Cho nên nó chỉ còn mở thông giữa cái bơm tim và cái chai máu tươi để các bạn thay thôi. Hiểu này chưa? Vậy đó là bước thứ ba. Vậy bước thứ ba chính là bước bạn rút máu từ cái túi máu sạch á. Hiểu nào? Hay còn ở thì thứ ba là rút máu từ bịch máu. Hiểu này chưa? Cái quan trọng bạn hiểu sơ đồ á, là một. Cái thứ hai là các bạn điều chỉnh được khi mà các bạn thi á, hoặc là khi các bạn làm á, các bạn rung, các bạn quýu lắm. Các bạn biết cái nhánh đó là nhánh nào nữa các bạn ha. Đó, được hình dung chưa? Cho nên lúc này các bạn cần hình dung ra, đi ra ngoài nhà thuốc tây, mua cho thầy như sau mỗi đứa nè. 2 3 chạc có dây 10.000 10k, 1 chai dịch 13k 23k, với một cái bơm tim nữa mấy ngàn nữa, không tới 30.000, về học thay cho thầy. Coi thử các bạn bơm, xong đó thử một bạn nào quay video thử cho thầy xem, coi thử các bạn làm được không. Rồi nha, ra ngoài nhà thuốc tây hoặc vật tư tế nói bán hai cái ba chạc có dây. Có dây là như thế nào? Ba chạc nó có dây nha các bạn. Rồi về các bạn mô tả các bạn hướng thôi, giống như là bệnh nhân các bạn cho nó là một cái gối đi, rồi cái bơm tim bên như thế này, cách các bạn thay nó như thế nào, được chưa? Rồi, đó là thì thứ ba, rút máu từ bịch máu. Thì các bạn rút máu từ bịch máu là thể tích bao nhiêu? Thì hồi nãy là các bạn rút máu của bệnh nhân bao nhiêu ml, thì giờ các bạn rút ra bấy nhiêu ml như thế, được nào? Sau đó máu đi vào bơm tim, thì bắt đầu các bạn sẽ đi vào thì 4, là thì cuối cùng luôn. Bạn làm như thế nào, nói thì nghe coi.
Dạ thầy, là khóa bịch túi bịch máu với lại bịch chứa máu thầy. À, khóa bịch máu với bịch chứa máu có nghĩa là chúng ta khóa bịch máu sạch và chúng ta khóa luôn ở bịch máu bẩn đúng không? Vậy bây giờ cái bịch máu hay còn gọi là bịch chứa máu bẩn này các bạn thì chúng ta vẫn khóa rồi. Còn bây giờ đối với trong trường hợp bịch máu sạch này thì các bạn khóa như thế nào? Chúng ta sẽ quay cái hướng không ngạnh đi về phía bịch máu sạch đúng không nào? Và lúc này giữa bơm tim và máu của bệnh nhân chúng ta thông thì có nghĩa là các bạn quay theo cái nguyên tắc về thì số 1 giống y sĩ về số 1, nhưng thay vì bây giờ bạn rút ra thì chúng ta sẽ như thế nào? Chúng ta sẽ bơm vào, được chưa? Bạn bơm vào cơ thể bệnh nhân trong thời gian đó là 30 giây, nhớ điều này ha. Sau khi bạn bơm vào trong cơ thể bệnh nhân trong thời gian đó là 30 giây á thì lúc này chúng ta sẽ chờ trong vòng 1 đến 2 phút sau bạn sẽ lặp lại động tác đó đến khi nào trẻ nó thoát tình trạng thoát mê thì thôi, hoặc là huyết áp nó ổn định thì thôi, cũng như là xét nghiệm lại khi máu động mạch pH nó ổn lại thì thôi. Hiểu này chưa? Được không nào? Hoặc là đến khi mà thay theo chỉ định bác sĩ cho là thay bao nhiêu ml máu đó thì thôi. Bây giờ thầy hỏi một câu nè, giả sử bây giờ thầy đặt cho bạn catheter luôn, lắp cho bạn hệ thống mạch máu, hệ thống bịch máu, hệ thống chứa máu luôn, các bạn thay được hay không? Các bạn hiểu được cái cơ chế này chưa đã? Hiểu chưa đã? Dạ rồi. Giờ bây giờ nói lại cho thầy nha, từ bước 1 các bạn làm gì đã? Một bạn nào đứng lại trình bày nó rõ ràng hoàn toàn các bước cho thầy nghe coi. Bước 1 bạn làm gì? Là bạn khóa ở đâu, đúng không? Bạn làm. Tại vì các bạn những cái động tác này thầy nói các bạn nghe nè, đặc biệt là trong hồi sức và đặc biệt trong phòng mổ, đặc biệt trong cấp cứu và đặc biệt trong hồi sức sơ sinh. Thầy nói với các bạn ha, một bác sĩ mà tới khoảng 5 tới 10 điều dưỡng rồi đó. Một mình bác sĩ đang không kịp không xuể đâu các bạn, không làm được cái gì luôn á. Còn những cái việc đó là của các bạn là người trực tiếp chăm sóc theo dõi dưỡng nhi, rồi các bạn là người xử lý cấp cứu những cái điều đó. Thầy nói thật, không có các bạn là chết chết ngắt luôn á, chết ngắt, chết từ chết tới bị thương luôn các bạn. Ví dụ như mà một bệnh nhân lên cơn cấp cứu có bác sĩ không thôi, ví dụ như vậy, không có các bạn không làm được một điều gì. Còn nếu như có các bạn mà không có bác sĩ, các bạn vẫn cứu được bệnh nhân. Thầy nói như thế để các bạn hiểu cái tầm quan trọng của bạn như thế nào. Thầy nói như thế để các bạn hình dung ra như thế này: một bệnh nhân lên cơn khái huyết, ho ra máu, huyết áp bệnh nhân tụt, bác sĩ biết cần phải làm điều gì đó làm nhưng không làm được, không làm được. Thầy nói các bạn ha, ví dụ như thủ thuật điều trị của họ họ làm, còn ví dụ thủ thuật chăm sóc như bao gồm hút đờm này hoặc là tiến hành hút thanh quản này, các bạn đâu phải là họ làm được đâu các bạn. Thậm chí ngay cả những bác sĩ phải đi học việc từ những điều dưỡng này để họ muốn làm được không hồi sức đó. Cho nên nó rất là ấy. Cho nên thầy nói như thế để các bạn chú tâm rồi các bạn học những cái quy trình. Cái nào những thầy dạy ngoài trong cái việc ở trong sách nó ra mang tính chất là các bạn học để các bạn thi ra thì nó mang tính chất là thực tế nữa hơn các bạn hơn. Biết để các bạn làm cái gì. Được chưa? Thầy không nói xạo các bạn đâu. Thầy luôn có một cái quyển sổ nhỏ như thế này này, từ đó đến giờ thầy học thì mỗi bài ví dụ nhồi máu cơ tim khi thầy tiếp nhận bệnh nhân thì làm những gì? Đó là giai đoạn cấp, giai đoạn mạng thầy sẽ làm gì hết. Còn cơ chế tất nhiên ở trong đầu của bạn mới hiểu rồi. Còn cái đó cái bước bạn làm. Được chưa? Tương tự như thế bạn về. Thầy là thuộc cái dạng ngày xưa không có siêng đó các bạn mà còn làm vậy á. Còn ở trong đây thầy biết các bạn lớp bạn rất là nhiều bạn siêng học. Thì bạn cố gắng bạn học những điều này ha. Không hiểu thì hỏi thôi. Được chưa? Rồi. Một bạn mô tả lại cho thầy đi, chúng ta sang phần 5. Để em thử. Alo thầy. Mô tả đi. Theo thầy thì bước 1 là rút máu từ từ ống thông rốn sang ống tiêm, thì khóa hai hai chỗ là chỗ máu bẩn và máu sạch. Có nghĩa là em quay ba chạc về hướng nào, em phải nói cái hướng của ba chạc, cái quan trọng là như thế, hiểu là một chuyện, là làm được một chuyện nữa. Quay ba chạc như thế nào? Quay ba chảo về cái hướng không có cạnh về máu bẩn và máu sạch, Rồi sao nữa? rồi rút 5 ml trên kg trên trên một lần trong 30 giây. Đúng rồi. Sang thứ hai, thì hai thì quay hai cái cạnh mà không có cạnh về bên ống thông rốn và máu sạch. Đúng rồi. Xong rồi bơm ngược lại cái máu vừa rút ra vào trong máy, máu bẩn Đừng và có nói chỗ chữ bẩn. bơm ngược lại. Bơm máu máu vừa rút ra vào trong túi mình, có đó phải bơm ngược lại. Bơm ngược lại có nghĩa là em bơm vào cơ thể bệnh nhân đúng không? Còn đây chúng ta bơm từ cái bơm tim đi vào trong cái túi chứa máu bẩn, đúng chưa? Rồi, bước Thì 3. bước 3 khóa máu, khóa túi máu bẩn lại và khóa thêm cả cái đường ống thông rốn nữa. Xong rồi rút cái số lượng dịch mà mình vừa rút ra từ trong cơ thể bệnh nhân thì rút ra từ trong túi máu sạch sang bơm tiêm. Rồi.
xong rồi bước còn lại thì khóa hai cái túi máu bẩn và túi máu sạch, xong rồi bơm lại cái lượng dịch vào trong bệnh nhân trong 30 giây. Rồi, vậy làm xong một cái quy trình đó là xong thay máu cho bệnh nhân. Hay chúng ta còn phải làm thêm nhiều động tác, nhiều bước nữa không các em? Mình đợi trong từ 1 đến 2 phút sau xong rồi tiếp tục bơm giúp bao giờ cho theo Rồi, cái ý lệnh các của bạn bác hiểu sĩ. này chưa? Rồi, rồi cảm ơn em. Thì đó là cái bước mà chúng ta thực hiện tiến hành, đó là thay máu cho bệnh nhân. Các bạn nhớ ha, thông thường các bạn thấy không? Thay cho con nít là nhiều nhất. À, rất là nhiều luôn ha. Còn người lớn của chúng ta thì cái tính đặc hiệu thì các bạn sẽ có cái phương pháp người ta họ lọc thận luôn, không cần chờ. Con người lớn mà các bạn nhớ là thay máu như thế thì đến khi nào nó mới xong, bạn hiểu điều này không? Còn con nít thì người ta sẽ dùng cái phương pháp đó là rất là nhiều. Bây giờ sang bạn thứ năm, đó là phương pháp chúng ta loại bỏ chất độc đi qua phổi. Ví dụ như bây giờ trước khi các bạn đi học cái này thì hỏi các bạn nè, các bạn biết xăng đúng không, hoặc là benzen rồi đó, dầu rồi đó. Giờ một đứa con nít nó uống cái xăng đó vô, nó uống nhiều lắm các bạn, nhưng mà có nhiều cỡ nào đi chăng nữa, bây giờ thầy hỏi các bạn nè, nó uống ví dụ như là trong cái sự vô tình nó ngậm chỉ có cỡ hai ba hớp cái nó đã nhả ra rồi. Hoặc là những người nào mà có mang ý định tự tử họ uống xăng các bạn, thì họ cũng không uống nhiều. Tí nữa các bạn sẽ học cái cơ chế đó, tại vì khi mà một khi bệnh nhân nạn nhân đã ngộ độc xăng dầu á, thì thông thường là ngộ độc lượng ít, các bạn nhớ ngộ độc lượng ít, nhưng cái ngộ độc lượng ít này vẫn có nguy cơ gây tử vong cho bệnh nhân. Thì bây giờ thầy chỉ hỏi các bạn một câu thôi, bệnh nhân ngộ độc xăng hoặc là tự độc xăng, họ uống cái thể tích xăng đó đi vào bên trong dạ dày, điều đầu tiên mà hồi nãy chúng ta học đó là gây nôn nè, hoặc là đặt xong dạ dày rửa dạ dày, thì theo bạn chúng ta có được áp dụng biện pháp này hay không đối với bệnh nhân ngộ độc xăng dầu? Ai trả lời được không, Không ạ. lý do tại sao? Tại vì bơm Tại nước trong vô xăng có cái á, nói đi em. bơm nước vô thì xăng nó nhẹ hơn nước, thì cái xăng nó sẽ trào qua bên phổi. Rồi, bây giờ các bạn phải hiểu đúng rồi, cảm ơn em. Một cơ chế của nó như sau, các bạn thấy rằng là thứ nhất á, là cái trường hợp mà nạn nhân là ngộ độc xăng dầu, thì các bạn thấy rằng là cái thể tích đi vào đường tiêu hóa rất ít. Cơ chế nó là gì? Thứ nhất là họ sẽ nhận biết ra ngay. Cái thứ hai, cho dù những nạn nhân tự độc, các bạn sẽ thấy rằng là cái khả năng uống xăng dầu rất là khó. Ở các bạn nhớ này ha. Thứ hai nữa rằng là các bạn thấy rằng là cái mức xăng dầu nó sẽ nhẹ hơn nước và nó không được đào thải qua đường tiêu hóa, chính là đào thải rất kém, mà ngược lại xăng dầu nó là đào thải qua đường hô hấp hay còn gọi là phổi. Vì các bạn rửa dạ dày thì lúc này các bạn thấy xăng dầu nó nhẹ hơn trên nước, các bạn chỉ có tháo nước ra được thôi. Mà trong cái quá trình đó các bạn thấy rằng là hệ tiêu hóa chúng ta không đào thải xăng dầu, cho nên việc các bạn rửa dạ dày nó không có ý nghĩa gì cả. Một cái thứ hai nữa rằng trong quá trình rửa dạ dày, các bạn làm cho xăng dầu của bạn có khả năng tăng cái sự tính thấm lên trên bên phổi, gây nên trạng thái là viêm phổi. Tại vì xăng dầu nó chỉ được đào thải chỉ chính qua đâu thôi, qua phổi mà thôi. Cho nên lúc này khi nạn nhân ngộ độc xăng dầu thì chúng ta phải cho bệnh nhân ra ngồi nằm nghỉ ở cái nơi thoáng mát, thở oxy, truyền dịch lợ tiểu và chuẩn bị nội khí quản nếu như bệnh nhân có dấu hiệu siêu hấp ngưng thở, không làm động tác rửa dạ dày. Cái này trong điều cơ sở bạn học đúng không? Chống chỉ định rửa dạ dày đối với bệnh nhân ngộ độc xăng dầu. Nhiều trường hợp như vậy. Vậy các bạn giải thích thứ nhất đó là xăng dầu một là nhẹ hơn nước, cho nên khi mà chúng ta rửa dạ dày thì chỉ có cái gì chảy ra thôi các bạn. Bây giờ thầy nói đơn giản như thế, bây giờ nha, các bạn lấy một chai nước như thế này, các bạn cho dầu ăn vô, cho xăng ví dụ như thế, thì các bạn sẽ đặt cái ống xăng làm khi tách nước khúc nhau đó, thì các bạn thấy rằng là cái gì nó ra, nước nó ra đúng không? Cái thứ hai, xăng dầu không hấp thu vào đường tiêu hóa rất kém, các bạn nhớ này ha. Cho nên lúc này chúng ta không có lo cái chuyện xăng dầu nó bị hấp thu vào đường tiêu hóa mà chúng ta rửa, mà nó là đào thải ở đâu, qua chính phổi. Ở các bạn nhớ này ha, nó đào thải qua chính phổi, mà vì các bạn lại rửa như thế nó sẽ tăng cái khả năng gây tình trạng viêm phổi hít cho bệnh nhân, được không? Là bệnh nhân có nguy cơ là suy hấp ngộ độc tử vong. Vậy khi mà chúng ta thấy mình biết bệnh nhân ngộ độc xăng dầu, 100% không được rửa dạ dày cho bệnh nhân. Cái câu này là cái câu mà các bạn thường thấy nhất, nhiều trường hợp ví dụ như điều nào sau đây chống chỉ định trong việc rửa dạ dày? Một, bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa là nôn ra máu đúng không, chúng ta phải rửa dạ dày bằng nước lạnh. Hai là bệnh nhân ngộ độc thuốc gì sau rửa đúng không. Ba là bệnh nhân ví dụ như ngộ độc Paraquat, và bốn bệnh nhân ngộ độc xăng. Thì trong đó ngộ độc Paraquat và ngộ độc xăng là hai biện pháp chúng ta không rửa dạ dày, bởi vì khi chúng ta rửa ngộ độc cho bệnh nhân Paraquat không có ý nghĩa gì cả. Còn đối với rửa dạ dày cho bệnh nhân ngộ độc xăng dầu thì có nguy cơ gây nên trạng thái đó là viêm phổi hít, nhớ này ha. Cho nên nhiều các bạn khi đọc vô cái đề, nếu bạn không có hiểu cái điều này á thì các bạn chọn câu nó sẽ bị sai như vậy, được chưa? Rồi, thứ nhất, cái thứ hai nữa rằng là việc mà chúng ta xử lý bệnh nhân như thế nào. Thứ nhất là đặt bệnh nhân ở nơi cái phòng thoáng mát rộng rãi, cho bệnh nhân thở oxy, được chưa? Chờ cái quá trình nó đào thải ra. Và các bạn nhớ, bởi vì xăng dầu benzen acetone rồi thì nó sẽ đào thải chính chủ yếu là qua phổi,
trong cơ thể của bạn những cơ quan đào thải như sau. Thứ nhất là qua nước tiểu nè, thứ hai qua nước tiểu chính là qua thận đó các bạn, được không? Thứ hai là đào thải qua phân nè, là qua đường tiêu hóa nè, thứ ba là qua da nè, thứ tư là qua tuyến nước bọt nè, và thứ năm ví dụ qua những cái tuyến như là tuyến lệ vân vân, và thứ sáu nữa có thể là qua hơi thở. Ví dụ như bạn thấy ê the hoặc là những cái thuốc gây mê của bệnh nhân các bạn mà các bạn sử dụng vào, nó được đào thải qua hơi thở. Cho nên các bạn thấy những cái điều dưỡng mà gây mê, các bạn thấy không, họ có nguy cơ là họ ảnh hưởng bởi chính cái gì các bạn ha, ở chính những cái thuốc gây mê gây tê của bệnh nhân đó. Cho nên cái khả năng mà họ bị tổn thương cũng như là bị ảnh hưởng hệ thần kinh của đối diện điều dưỡng gây mê như thế nào rất là cao. Cho nên các bạn sau này các bạn đi làm các bạn sẽ thấy, ví dụ như tại khoa cấp cứu cũng là một điều dưỡng đó bậc cao đẳng ví dụ như các bạn, nhưng mà ở cấp cứu cái mức lương của bạn nó sẽ khác, ở hồi sức cái mức lương của bạn khác, ở gây mê mức lương nó khác, còn ở các khoa lâm sàng mức lương của bạn nó sẽ khác, tức là người ta gọi là phụ cấp độc hại là như vậy đó, các bạn hiểu này ha. Vậy đầu tiên là chúng ta đặt bệnh nhân tư thế thoáng mát, cho bệnh nhân thở oxy. Thứ hai nữa đó là thực hiện thuốc an thần chống co giật, và thứ ba quan trọng nữa các bạn là chuẩn bị nội khí. Cứ thấy bệnh nhân mà ngồi đặt xăng dầu vô, cho dù bệnh nhân có đang tỉnh táo như thế vẫn phải chuẩn bị cái nội khí quản sẵn sàng, được chưa, để chúng ta trợ thở nếu như bệnh nhân có hiện tượng là suy hô hấp. Còn đối với trong trường hợp bình thường thì chúng ta cho bệnh nhân nghỉ ngơi thở oxy qua mát, bởi vì các bạn thấy rằng là trong trường hợp này thì chúng ta chỉ có làm điều gì khi mà bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng thôi, còn lúc đó chúng ta cứ chờ để cho cái gì bạn, chờ cho các chất độc nó được đào thải ra bên ngoài. À, các bạn nhớ này ha, đặc biệt là trong ngộ độc xăng, cái này các bạn thường gặp rất là nhiều, và cái cơ chế các bạn giải thích cho mình cho thầy rất là rõ rồi. Một là xăng dầu nhiễm hơn nước, cái thứ hai là hấp thu kém đường tiêu hóa, cái thứ ba nữa là nó được đào thải qua phổi, và cái thứ tư nữa là cái thể tích uống của bệnh nhân đó, rất ít, các bạn nhớ ha. Cho dù họ tự độc hoặc là họ ngộ độc thì cái số lượng của bệnh nhân người ta họ nghiên cứu rằng là họ không uống nhiều, giống như các bạn hiểu không ạ. Một ngày các bạn thể ăn ngọt được rất là nhiều, nhưng mà ăn mặn bạn ăn không nổi đâu. Ví dụ như một ngày người ta họ cho bạn ăn 2 gram muối, dạ bạn ăn 10 gram bạn ăn cũng không nổi đâu, bạn hiểu này ha. Nhưng mà ví dụ ăn ngọt các bạn có thể ăn được, tăng lượng đường được, ví dụ như thế. Cho nên các bạn thấy là cái nghiên cứu người ta họ nói rằng là trong trường hợp bệnh nhân ngộ độc xăng dầu thì cái thể tích bệnh nhân ngộ độc rất ít. Các bạn nhớ nè, việc chúng ta rửa dạ dày hoàn toàn không có ý nghĩa, và đồng thời nó có thể gây nguy hiểm cho bệnh nhân, tức là tình trạng viêm phổi hết đó các bạn, nhớ cái này ha. Rồi. À, đó là tình trạng trong trường hợp là thầy chỉ cần nói như thế này các bạn hiểu. Các bạn biết mù tạt không? Các bạn ăn mà các bạn không biết cách ăn thì nó bị sao? Nó sặc bạn kinh khủng luôn á. Bởi vì mà các bạn rửa dạ dày á thì các bạn có nguy cơ là nước nó trào lên cái vùng hầu, đúng không? Bắt đầu nó xuống lại trên cái đường hô hấp dưới, bệnh nhân viêm phổi. Bệnh nhân viêm phổi do chính các bạn gây ra, các bạn nhớ cái này ha. Được chưa? Đó là phương pháp thứ 6, thứ 5 là loại bỏ chất độc qua phổi. Phương pháp thứ 6 của chúng ta là loại bỏ chất độc qua da và niêm. Được chưa? Thứ nhất là cởi bỏ quần áo bệnh nhân, nạn nhân, rửa bằng nhiều vân vân. Và cái quan trọng chúng ta chỉ rửa thôi. Được chưa nào? Rồi. 6 cái phương pháp này các bạn học rồi. Giờ chúng ta sang cái phương pháp đó là điều trị đặc hiệu cho bệnh nhân ha. Nào. Chúng ta có những cái bước phương pháp nào? Thứ nhất đó là loại bỏ chất độc qua đường gì? Tiêu hóa. Rồi loại bỏ chất độc qua đường gì nữa các bạn? Qua thận. Qua thận hay còn gọi qua lọc thận, lọc ngoài thận, rồi loại bỏ chất độc bằng con đường gì nữa? Qua phổi. Tiết niệu nè, rồi xong qua phổi nè, rồi qua đường gì nữa? Qua da với niêm mà. Qua da, qua niêm, còn đường gì nữa không? Bây giờ các bạn sẽ đến cái phần mà chúng ta điều trị đặc hiệu cho bệnh nhân, có nghĩa rằng là khi bệnh nhân ngộ độc với cái nhóm đó hoặc là với cái thuốc đó thì các bạn xử lý như thế nào, đúng không nào? Thì lúc này các bạn đầu tiên á, thầy sẽ đưa cho các bạn đại cương trước rồi đã. Sau đó các bạn sẽ đi vô từng cái nhóm cụ thể, vậy các bạn phải hiểu cơ chế của nó, được không? Thì giờ cái đầu tiên các bạn sẽ vô đó là ngộ độc Ribifol. Ribifol chính là cái isoniazid các bạn ha, là một trong những cái thuốc mà điều trị bệnh nhân lao đó các bạn, được chưa? Rồi cái thứ hai là thuốc kháng đông. Ví dụ như trong trường hợp mà bệnh nhân uống Sintrum các bạn, đặc biệt là bệnh nhân có đặt stent hoặc là bệnh nhân hở van tim, bệnh nhân có khô máu đông, ở nhà bệnh nhân uống Sintrum hoặc là uống những cái thuốc chống đông máu, hoặc là các bạn thấy khi bệnh nhân đặt stent hoặc uống thuốc tiểu cầu kép rồi đó vân vân, đúng không nào? Thì lúc này nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình đông máu, bệnh nhân ngộ độc thì lúc này người ta sẽ giải độc. Trường trưởng uống sao em? Tắt mic đi. Rồi, cái thứ ba của bệnh nhân là ngộ độc morphine hay còn gọi là ngộ độc các opioid chung. Morphine các bạn chỉ là một đơn thuần thôi, ví dụ như là heroin cũng vậy nè, đúng không nào? Hoặc là ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân ngộ độc tramadol hoặc là ngộ độc tetidin, chính là những cái nhóm của opioid, thì chúng ta sẽ dùng kháng độc là cái gì? Thầy chưa nói các bạn vế sau thôi, tại vì vế sau các bạn sẽ học từng cái nhóm vô luôn. Thì thầy nói là những cái nhóm mà bệnh nhân ngộ độc nè,
Rồi thứ tư là bệnh nhân ngộ độc phốt pho hữu cơ. Cái điều này các bạn thấy rất là nhiều trong khoa chống độc của hồi sức, hay người ta gọi là lân hữu cơ, vì các bạn chỉ ăn rau sống thôi mà các bạn nhiễm ngộ độc lân hữu cơ rồi. Và đặc biệt là lân hữu cơ các bạn ngộ độc phân sống rất là nhiều. Lý do tại sao? Thì người ta thường bón phốt pho NBK cho bệnh nhân các bạn. Thì đặc biệt là người ta bón lúc nào? Cái NBK thường là các bạn thấy rằng là họ bón khi mà bắt đầu trước thu hoạch vài ngày, mà các bạn thấy rằng là nó chỉ được đào thải NBK mà sau khi bạn bón ít nhất phải 10 ngày sau thì NBK này, đặc biệt là phốt pho, nó mới được bán thải hết toàn bộ. Ở các bạn nhớ này ha. Cho nên lúc này nếu như mà họ thu hoạch sớm hoặc bạn ăn mà các bạn không có rửa kỹ vân vân thì lúc này nó cũng có nguy cơ dẫn đến tình trạng chúng ta ngộ độc phốt pho hữu cơ. Đúng nào? Rồi, chúng ta ngộ độc para. Paracetamol là một cái thuốc giảm đau hạ sốt, nhà ai cũng có điều này. Và nhiều trường hợp các bạn thấy rằng là thật sự ở nhà các bạn thấy không ạ? Bệnh nhân họ muốn ít vấn đề tự độc á, hãy tìm những cái thuốc đó có thể tích cái khối lượng cũng như là số lượng nó lớn mà nó uống ực luôn. Các bạn hiểu một cái cơ chế là thuốc nó cũng là thuốc độc, nó chỉ khác khác thuốc độc ở liều lượng thôi. Để uống một viên hai viên nó có tác dụng điều trị, chứ bạn uống cả chục viên như thế là nó gây hại. Ví dụ như vậy. Thầy nói như thế để các bạn hiểu đâu. Những cái này là những cái nhóm mà các bạn gặp trực tiếp ở nhà hoặc là ở cái môi trường để chúng ta hiểu, chúng ta điều trị đặc hiệu. Và đa phần các bạn học xong bệnh nhân vô, bạn lúc nào bạn gặp những cái trường hợp đó hết. Ít có bao giờ bạn gặp những trường hợp ngoài lệ lắm các bạn ha. Thường cũng đang thấy luôn. Mà khi nằm gặp những trường hợp ngoại lệ thì các bạn thấy những cái trường hợp đó nó cũng nằm trong những cái nhóm này mà thôi. Ở các bạn nhớ như này ha, những cái nhóm này. Ví dụ như các bạn thấy là khi mà bệnh nhân ngộ độc nấm không? Nghe quen rồi đúng không? Thì nó cũng nằm trong cái nhóm này. Ví dụ như phốt pho hữu cơ chẳng hạn. Không phải là nó là phốt pho hữu cơ nhưng mà nó gây cơ chế giống như phốt pho hữu cơ thì người ta họ điều trị giống như bệnh nhân ngộ độc phốt pho hữu cơ. Ở các bạn hiểu không? Hoặc là ví dụ như bệnh nhân mà ngộ độc cái gì quên rồi ha. À TTX là ngộ độc chất độc có trong nọc con cá nóc các bạn ha. Thì người ta cũng cấp cứu bệnh nhân ngộ độc giống như là các bạn ngộ độc sắn vậy á, hay còn gọi là cyanua đúng không nào? Vâng vâng, nhiều trường hợp lắm bạn. Hoặc là các bạn thấy khi mà bệnh nhân ngộ độc những cái chất như là cytotoxin đúng nào? Ví dụ như các bạn sẽ thấy giống như ngộ độc mà bị bệnh nhân bị rắn cắn. Các bạn học rồi đúng không? Đó vâng vâng. Thì bây giờ các bạn học cái cơ chế chống độc này, thật sự nói với bạn nó rất là hay luôn, nó rất là nhiều cái mà các bạn có thể ứng dụng được và các bạn hiểu được cái cơ chế đó. Và thầy nói với bạn cái này rất là khó. Ngày xưa mà thầy học cái này là thầy muốn tâm thần luôn các bạn ha. Nhưng mà khi mà bạn hiểu rồi thì các bạn rất là dễ. Còn giờ thầy chỉ cho bạn những cái cơ bản nhất sự bạn học thôi. Được chưa nào? Phenol và bitan là thuốc gì các bạn? Chống động kinh, chống co giật. Chúng ta sẽ có giải đặt bằng natri bicarbonate. Tí nữa chúng ta sẽ học cái vế sau thôi các bạn ha. Giờ chúng ta chỉ nói những cái vế trước điều trị đặc hiệu của nó là cái gì thôi. Thì chúng ta có tổng cộng là 6 cái nhóm các bạn thường gặp ở trên lâm sàng. Đúng nào? Thì đầu tiên các bạn vô thứ nhất đó là nhóm ngộ độc Rimifol. Rimifol hay còn gọi là isoniazid. Các bạn học trong bệnh truyền nhiễm rồi. Sau bây giờ thầy hỏi các bạn sơ thử coi các bạn có hiểu cái bệnh truyền nhiễm nó có thuốc điều trị lao như thế nào không? Thì các bạn thấy ngày xưa các bạn trong cái chương trình mà y tế quốc gia thì ở trong cái y tế cơ sở như ở trạm y tế các bạn thì nó sẽ cấp thuốc điều trị miễn phí cho những đối tượng nào? Thứ nhất đó là HIV. Thứ hai là bệnh nhân lao, bệnh nhân phong. Đúng không ạ? Hoặc là một số trường hợp là tiêm vaccine. Nhưng mà ngày nay các bạn thấy cái chương trình mà tiêm cấp thuốc cho bệnh nhân HIV thì nhà nước chúng ta không còn tài trợ nữa mà bệnh nhân phải chịu. Nhưng mà cái chương trình phòng chống đó là lao với là phong các bạn ha, thì nhà nước vẫn đang tài trợ. Có nghĩa rằng là nếu ở cộng đồng bạn mắc lao, các bạn được theo dõi kiểm soát lao ở cộng đồng thì các bạn sẽ nhận thuốc hàng tháng tại trạm y tế mà chúng ta không mất tiền gì cả. À, các bạn nhớ nói như vậy để các bạn hiểu. Nếu các bạn học chăm sóc cộng đồng, các bạn biết điều này ha. Vậy trong nhóm thuốc chống lao nó sẽ có thuốc chống lao hạng 1, hạng 2, hạng 3. Các bạn học rồi. Vậy những cái thuốc chống lao nó gồm có gì? Ví dụ như là Rimifol hay còn gọi là isoniazid. Mà các bạn thấy trong cái phác đồ chúng ta ghi gọi là INH đúng không nào? Isoniazid. Cái thuốc thứ hai đó là rifampicin. Cái thuốc thứ ba đó là pyrimizamid. Thuốc thứ tư đó là streptomycin là một kháng sinh, và thứ năm là ethambutol. Năm thuốc này thì trong đó các bạn thấy isoniazid là một cái thuốc nó phổ biến nhất và nó có hiệu quả nhất và được sử dụng rất là nhiều. Và một lần khi mà bệnh nhân lên nhận thuốc là nhận cả tháng, nó nhận cả lọ luôn các bạn. Đúng không? Giờ chán đời buồn tự tử cầm nguyên nắm nó uống có mà. Như thầy nói các bạn rồi, cái cơ chế là gì? Thuốc đó nó có sẵn là một, với cái số lượng thể tích hàm lượng cũng như là số lượng nó rất là lớn. Cho nên có sẵn tay là uống thôi các bạn. Mặc dù họ chả biết là uống cái đó nó có tình trạng gì đâu. Cho nên ví dụ mai mốt tụi bay có ngộ độc vân vân á thì chuẩn bị sẵn cái lọ cái vitamin B6 ở nhà đi. Kêu là ví dụ như có ngộ độc hoặc là như thế nào mình hù thôi thì có cái đó để mình giải độc được, ví dụ như vậy thì cứu được. Có ngộ độc gì mà để hù gia đình vân vân á thì tránh cái ba ra quát ra. Ví dụ như thầy nói các bạn như thế này nè, có cái cặp đó nó yêu nhau mà nó mới 17 18 tuổi thôi bạn. Thấy cũng tội nhưng mà đúng là tội thật. Yêu nhau thì đúng là độ tuổi con nít mà các bạn. Thế gia đình nó không có cho cấm cản thì hai đứa quyết định giống như là hù gia đình đó.
hai đứa uống thuốc luôn, mà lưỡi gì không uống đi uống cái Paraquat. Mà bạn biết là ở vùng quê Paraquat, đặc biệt những người làm nông họ có nhiều mà, cứ tưởng là ta có xong rồi uống một ít thôi, uống ít thôi, hù thôi, xong lên viện này nọ, xong uống xong hai đứa nằm chờ chết luôn cả, hai đứa nằm hai giường. Mà các bạn biết rồi, ngộ độc Paraquat đâu phải giống như ngộ độc những cái bệnh nhân là như rifampicin nó gây co giật, nó hôn mê này. Ngộ độc Paraquat hai đứa tỉnh queo của bạn, nó tỉnh hai đứa nhìn nhau, tại vì Paraquat lúc này người ta gọi thuốc diệt cỏ cháy, bắt đầu nó làm bỏng cái niêm mạc thực quản dạ dày, bắt đầu nó gây suy cái tế bào gan cấp, suy thận cấp và bệnh nhân chết từ từ. Nên thầy mô tả thầy nói các bạn như thế này để bạn hiểu nè, bước vào phòng hồi sức cấp cứu đa phần bệnh nhân đều hôn mê, nằm hôn mê thở máy cả, nhưng riêng bệnh nhân ngộ độc Paraquat họ tỉnh nhất, họ tỉnh nhất. Nhưng mà lúc này các bạn thấy rằng bắt đầu họ đang ngồi, họ thở hổn hển như này các bạn. Bắt đầu mồ hôi của họ mà khi mà toát ra như thế này, thân nhiệt họ lên 40 độ các bạn. Họ ngã đùng xuống cái họ chết luôn, họ tử vong ngay, không làm được một điều gì luôn các bạn ha. Thầy nói nha, không làm một điều gì có nghĩa rằng là nếu như bệnh nhân trở do nhồi máu cơ tim lên cơn, bạn cấp cứu khi ra cơn, cứu được bệnh nhân, hồi sức tiếp. Còn nguy bệnh nhân đang là Paraquat, mình đang điều trị hỗ trợ triệu chứng, nâng cao thể trạng cũng như là tinh thần bệnh nhân. Mà khi bệnh nhân nằm xuống một phát rồi các bạn thấy không? Men gan khi bệnh nhân nó tăng đỉnh điểm luôn các bạn. Hoặc là ure và creatinine tăng quá trời luôn, suy gan cấp, suy thận cấp mà các bạn. Cho nên lúc này bệnh nhân tử vong, mà tử vong trên tinh thần bạn còn tỉnh đó các bạn. Thì hai đứa cứ nhìn nhau và chờ chết thôi, chứ không làm được điều gì hết. Cho nên thầy nói các bạn là mai mốt mai mốt mà có hù thì học cái này rồi mình hiểu được cơ chế rồi. Được chưa? Rồi, đầu tiên thầy nói về cái thuốc Rimifon hay còn gọi là Isoniazid. Thì tại sao người ta lại ngộ độc cái này thì bạn hiểu rồi. Họ nhận thuốc về vân vân, có thể là ở đó gia đình họ hoặc là những người đó họ cầm cái nắm thuốc đó rất là nhiều, ví dụ như thế, uống vô. Thì điều gì? Các bạn cần phải hiểu một cái khái niệm đó là GABA, được không? Học thần kinh là hiểu mấy cái này hết rồi đúng không? Môn hồi sức cấp cứu là môn các bạn phải học sau cùng, GABA. GABA là một chất ức chế dẫn truyền thần kinh, ức chế dẫn truyền thần kinh. Nói như thế thì các bạn thấy dường như là GABA nó có hại đúng không? Nhưng không hề. Ví dụ bạn căng thẳng stress nè, hoặc là các bạn lên cơn co giật nè, hoặc là các bạn Parkinson nè, là trong tình trạng các bạn đang tăng cái sự hưng phấn của thần kinh thì nó chứng hơn. Còn GABA chính vì vậy là một cái chất, nó có khả năng, nó là một acetamin các bạn ha, nó điều tiết lại cũng như là nó ức chế cái sự hưng phấn thần kinh của vỏ não trong một số tín hiệu, ví dụ như là co giật hoặc là trầm cảm hoặc là stress hoặc là các bạn căng thẳng, được chưa? Đó là GABA. Thì khi cái Rimifon các bạn, nó là một loại thuốc có khả năng qua được hàng rào máu não, các bạn nhớ ha. Trong cơ thể thai thuốc nó có tính chọn lọc kinh khủng luôn các bạn ha. Chọn lọc như thế nào thầy nói các bạn học rồi. Chúng ta 8 nhóm kháng sinh các bạn học ha. Bọn anh Mú Lân phải trả phí qua cầu, học rồi. Bọn là beta-lactam vân vân. Thì những cái kháng sinh mà các bạn thấy rằng là nó có khả năng diệt được ram âm, ram dương vân vân. Nhưng mà tại sao khi mà bệnh nhân viêm màng não mủ thầy chỉ có dừng được là cái CYP3A1 với lại dùng cái được vancomycin thôi. Mặc dù những kháng sinh khác vẫn có khả năng giết được cái con ram đó, nhưng mà vì hai cái kháng sinh này có khả năng qua được màng não, bởi vì bản thân của nó là một peptide. Các bạn xem, ví dụ vancomycin là một peptide có thể qua được cái màng não. Còn ví dụ như các bạn thấy kháng sinh ciprofloxacin không qua được, cho nên chính vì vậy nó không khả năng được điều trị. Mặc dù các bạn thấy nó vẫn diệt được vi khuẩn ram dương, ram âm đó, ví dụ như thế, mà nó chỉ qua được đâu đường tiêu hóa, cho nên người ta lợi dụng nó chỉ điều trị được bệnh tiêu hóa thôi. Hoặc ngay cả ví dụ như kháng sinh spiramycin thuộc nhóm macrolide, các bạn thấy không, nó diệt được ram ở cái vùng gì các bạn, vùng tiêu hóa, nhưng mà nó được bài tiết qua tuyến nước bọt. Cho nên lúc này nó chỉ diệt được những vi khuẩn ở vùng họng miệng của bạn thôi, ví dụ như khi bạn sâu răng chẳng hạn. Là người ta tại sao dùng spiramycin, các bạn phải hiểu được cái cơ chế này. Thì các bạn thấy rằng là trong cơ thể chúng ta có tính chọn lọc rất cao. Hoặc là một số kháng sinh nó chỉ đi vào xương trong trường hợp bạn bị nhiễm trùng tủy, người ta phải dùng những kháng sinh đó. Mặc dù các bạn thấy kháng sinh đó là chỉ có 1 ram âm, 2 ram dương. Cùng quá em học rồi nè Giang. 1 ram âm, 2 ram dương, 3 là diệt được cả hai, thì là nó gọi là kháng sinh phổ rộng đúng không? Nhưng mà các bạn thấy rằng là tùy theo là chúng ta vị trí viêm nhiễm nó ở đâu. Các bạn nhớ điều này chưa? Vậy riêng cái Rimifon các bạn, nó là một cái loại thuốc, nó có khả năng qua được hàng rào máu não. Mà khi nó qua được hàng rào máu não như thế, các bạn qua được cái hệ thống thần kinh đó, nó ức chế cái sự tổng hợp nên GABA. Các bạn nhớ không? Nó ức chế cái sự tổng hợp nên GABA. Thì ban đầu các bạn cứ nghe GABA là một chất ức chế dẫn truyền thần kinh, cho nên chúng ta ức chế, chúng ta đừng tổng hợp lên nó thì các bạn nghĩ là có lợi, đúng không? Không đâu. Giống như các bạn phải có sự điều hòa. Ví dụ giống như là các bạn thấy đi, hai đứa nó yêu nhau mà hai đứa này nó cương hết, hoặc là hai đứa nó nhu nhược, hoặc là nó nhược hết, khó đến nhau lắm bạn. Đứa cương và đứa nhược nó mới vui. Cái lộn, thầy kể bạn nghe mắc cười. Hôm qua là thầy rất là stress, căng thẳng luôn các bạn ha. Hôm qua là bắt đầu thầy học về cái MRI, nó căng thẳng, nó cứng, nó đầu lắm, kinh khủng. Thế là bắt đầu thầy
đi bộ để giảm stress. Mình học mà đi bộ nó tăng tiết cái hóc môn hạnh phúc. Mẹ mà đi bộ gặp đứa nào nó cũng ôm nhau, qua chủ nhật các bạn đã biết chủ nhật đâu, công viên đứa nào nó cũng ôm nhau hết, bắt đầu stress nặng hơn nữa. Xong đi ra thấy có những đứa nó thất tình nó ngồi cục thì tự nhiên mình lại hết stress, các bạn thấy không? Ví dụ như vậy. Thì các bạn thấy rằng là cái việc GABA của bạn á, nó có một cái tác dụng, đó là gì? Đầu tiên nếu như mà nó tăng hưng phấn thì GABA nó sẽ giảm cái sự hưng phấn đó, các bạn nhớ ha, nó có tính chất là như vậy. Cho nên khi mà những cái người mà họ tăng động nè, hoặc là tâm thần phân liệt nè, hoặc là những người động kinh nè, co giật này vân vân, thì họ giảm cái sự dẫn truyền, giảm đi cái chức năng của GABA, các bạn nhớ. Cho nên cái Remifol này nó vô nó giảm cái sự tổng hợp GABA các bạn, mà giảm sự tổng hợp GABA mà các bạn ngộ độc á, thì có nghĩa rằng là GABA nó giảm xuống, cho nên lúc này nó tăng cái sự hưng phấn thần kinh cơ lên trạng thái là bệnh nhân mê sảng, bệnh nhân co giật. Các bạn nhớ điều này ha, ban đầu là bệnh nhân có rối loạn ý thức cái đã, rối loạn tinh thần thần kinh cái đã, stress căng thẳng vân vân, sau đó lên trạng thái đó là co giật. Các bạn nhớ ha. Vậy cái đặc tính như sau: Remifol nó có thể đi qua được hàng rào máu não, đúng không nào, ức chế một cái axit gọi là microlic. Axit microlic là cái gì các bạn? Là một trong những cái nhóm mà có khả năng nó tổng hợp nên được GABA. Các bạn nhớ này không? Thì khi đó các bạn sẽ thấy rằng là người ta giải độc bằng một cái thuốc gọi là vitamin B6, được chưa? Người ta sẽ giải độc bằng vitamin B6. Thì đầu tiên thầy sẽ nói là thuốc đi qua hàng rào não gây tổn thương tế bào thần kinh, và tổn thương như thế nào các bạn tự nói với thầy, ức chế tổng hợp GABA, được không? Thì khi đó bệnh nhân có nguy cơ hoặc là có thể là gây co giật, thì lúc này các bạn cắt cơn co giật cho bệnh nhân bằng một cái diazepam, được chưa? Là một trong những cái nhóm thuốc hướng thần. Cái này bạn học rồi, đó là chúng ta điều trị triệu chứng thôi, nhưng mà lúc này GABA nó vẫn chưa tổng hợp được, thì bạn muốn tổng hợp được các bạn phải nhờ là pyridine, đó chính là một cái vitamin B6. Cho nên các bạn thấy rằng là trong những thuốc như là bổ sung đó gồm có B6, B12 và magie sulfat, các bạn thường nghe ha, B1, B6, B12, magie sulfat. Và B6 đó là cái gì? Là nó một cái chất nó gây nên tình trạng đó là kích thích cũng như là tổng hợp nên cái GABA, ổn định lại chức năng tế bào của thần kinh. Cho nên người ta lại lợi dụng nó để điều trị cho những bệnh nhân cũng như giải độc cho những bệnh nhân có nguy cơ đó là co giật nữa nha các bạn nha. Các bạn hiểu này không? Khi mà các bạn thấy những cái bệnh nhân mà bị thiếu đi yếu tố B1 hoặc B6, B12, ví dụ như hội chứng thiamin hoặc gọi là beriberi, các bạn tay run như thế này này, mặc dù các bạn không có hồi hộp lo lắng gì cả, ví dụ như các bạn trước khi đi thực hành các bạn tiêm thuốc hoặc gặp thầy tự nhiên tay bạn run như thế này, là một trong những cái tình trạng liên quan đến vấn đề rối loạn thần kinh. Mà thầy thường bổ cho các bạn chính là những cái nhóm vitamin B, ví dụ là B1, B6, B2 thường đi cùng lại với nhau như vậy, là đang nhóm thần vitamin tác động thần kinh. Thì trong đó riêng cái B6 của bạn nó tham gia tổng hợp nên cái GABA, được chưa nào, để nó đặc hiệu. Thì các bạn thấy trong cái trường hợp mà chúng ta học chống độc nha, cái chương chống độc các bạn sẽ thấy rằng là gì, nó mang cái tính chất là trung hòa là một, cái thứ hai là tính chất là chúng ta ức chế cạnh tranh với những cái thuốc đó trên cái thụ thể nào đó, thì nó chỉ có hai cái liên quan như thế thôi. Còn việc nếu như các bạn chưa có B6 thì chúng ta điều trị triệu chứng cho bệnh nhân bằng cách chúng ta cắt cơn co giật là bằng diazepam, đúng chưa nào? Rồi diazepam nó chỉ là một cái chất ức chế thần kinh trung ương tạm thời, ức chế tạm thời thôi. Còn bạn muốn phải như thế thì bạn phải có GABA, mà muốn có GABA không thì chúng ta phải nhờ tới một nhóm vitamin B6 nữa, các bạn nhớ không? Cho nên ngày nay ngoài thị trường các bạn thấy là có những cái loại thuốc người ta gọi là GABA, Ginkgo biloba rồi đó, vân vân, những cái thuốc đó là thuốc hỗ trợ thần kinh là như vậy, đặc biệt là trong những trường hợp bệnh nhân mà Parkinson. Các bạn nhớ không? Được chưa? Vậy đó là ngộ độc Remifol, thì chúng ta giải độc bằng B6, hiểu cơ chế này chưa đã? Rồi nha. Rồi ngộ độc thứ hai đó là ngộ độc thuốc kháng đông. Thông thường các bạn thấy rằng những bệnh nhân mà họ dùng thuốc kháng đông thường á là họ sẽ dùng những cái nhóm thuốc tiểu cầu, ức chế tiểu cầu như là clopidogrel, aspirin hoặc là prasugrel. Ngoài ra họ dùng những cái thuốc rất là nhiều nữa, các bạn thấy rằng là đó là Sintrom, hay còn gọi là những cái thuốc mà kháng vitamin K, các bạn thấy không? Ví dụ như là warfarin hoặc là acetumeron, mà bữa các bạn học cái cơ chế rồi. Thì đa phần những cái bệnh nhân mà ngộ độc thuốc kháng đông này là gì? Là họ điều trị nhưng mà không theo phác đồ hoặc là không theo chỉ định, ví dụ ngày hôm đó tháng đó phải đi lên xét nghiệm cái PT để bác sĩ điều chỉnh cái lượng thuốc, nhưng ví dụ dịch như thế đúng không, không đi được, mà không đi được mà không có dùng thuốc được, cứ mua cái lấy cái đơn thuốc đi đi mua theo. Đặc biệt là các bạn thấy rằng là nhiều trường hợp cứ hỏi là cầm cái đơn thuốc để đi mua, cứ hết là đi mua như thế. Thì các bạn thấy rằng là một số trường hợp thì thuốc đó khi đưa về cho các bạn thì được bị những cái người nhà hoặc là người thân họ thấy họ uống, vân vân, tại những cái thuốc này là thuốc như thế nào bạn, các bạn phải uống thường xuyên liên tục nên cái số lượng cũng như là hàm lượng ở trong nhà của bạn nhiều, hiểu không? Như vậy được chưa? Thì cái ngộ độc thuốc kháng đông, bây giờ chúng ta quay lại cơ chế đông máu, bạn thấy thì trong quá trình đông máu của chúng ta đi làm gì làm, chúng ta cần cần là tới hình thành con đường đông máu chung hay là con đường hình thành đến yếu tố 10 hoạt hóa. Thì để hình thành được cái này thì chúng ta có những cái con đường đó là máu ngoại sinh, nội sinh là hai con đường chính.
Ngoài ra có những con đường đụng dập là nhờ yếu tố 12 và con đường đóng máu phụ các bạn ha. Thế các bạn thấy rằng là gì? Khi mà chúng ta làm một cái xét nghiệm BT là prothrombin times, là thời gian prothrombin, đúng không nào? Có nghĩa rằng là bình thường cái việc mà các bạn hình thành nên prothrombin ban đầu á thì nó chỉ kéo dài khoảng là từ 11 tới 13 giây thôi. Mà các bạn thấy cái yếu tố con đường đóng máu nội sinh, các bạn đi qua những cái yếu tố mà các bạn học rồi đúng không? Là yếu tố này hoạt hóa cho cái gì, 2, 5, 7, 10, 12. Là những yếu tố này được tổng hợp ở gan dựa trên cái cơ chế đó là vitamin K. Các bạn nhớ điều này ha. Vậy khi mà các bạn thấy rằng là bệnh nhân mà dùng những cái thuốc kháng vitamin K như là warfarin chẳng hạn hoặc là Sintrum á, thì các bạn cần phải xét nghiệm cái nồng độ cũng như là xét nghiệm được cái PT hàng tháng để bác sĩ điều chỉnh cho các bạn. Ví dụ như là acetumeron, đây chính là một cái Sintrum này các bạn nha, thường gặp rất là nhiều luôn. Còn warfarin cũng có luôn. Thì các bạn thấy rằng là lúc này chính vì vitamin K nó tổng hợp lên những cái yếu tố đông máu này, đúng nào bạn, góp phần gây nên tình trạng đông máu nội sinh. Cho nên lúc này người ta mới làm gì các bạn? Mới dùng những cái yếu tố là thuốc, được chưa? Để người ta họ tác động vào. Thì các bạn thấy rằng là, xin lỗi nha, vitamin K là con đường đông máu ngoại sinh nha. Ngoại sinh là BT thì nó lộn ha. Còn nội sinh là IBTT. Thì cái BT của bạn á là thuộc con đường đông máu ngoại sinh. Thì những yếu tố như là 2, 5, 7, 10 á là yếu tố do gan, đúng không ạ? Ban đầu là yếu tố gì? Đầu tiên là ban đầu là yếu tố đụng dập lỡ 3. Sau đó nó học hỏi yếu tố 5. Yếu tố 5 mới ra yếu tố 7, yếu tố 7 mới ra yếu tố 10. Thì là những yếu tố này là ở gan, các bạn nhớ ha, tổng hợp được là nhờ vitamin K. Thì khi mà bệnh nhân ngộ, các bạn dùng thuốc chống đông á, thì các bạn ức chế đi cái con đường là ức chế đi vitamin K. Cho nên lúc này nó không có hoạt hóa ra được những cái yếu tố đông máu. Mà không hoạt hóa ra được những yếu tố đông máu thì đồng nghĩa nó không hình thành nên được yếu tố 10. Mà khi hình thành được yếu tố 10 hoạt hóa thì yếu tố này mới làm gì bạn? Mới hoạt hóa ra một cái men gọi là prothrombinase. Cái men này nó mới chuyển cái yếu tố 2 của bạn á là prothrombin sang yếu tố 2 hoạt hóa là thrombin, là yếu tố 2A. Và yếu tố thrombin này nó mới chuyển cái yếu tố 1 là fibrinogen sang yếu tố 1A, chính là 1 hoạt hóa chính là fibrin. Và sau đó hàng loạt những cái yếu tố là quá trình polymer hóa nè, đúng không bạn? Hoặc là quá trình tiêu sợi huyết thì nó sẽ xảy ra khi mà cái sợi fibrin được hình thành. Thì các bạn thấy rằng là cái BT của bạn nó phản ánh quá trình đông máu ngoại sinh, là nó phản ánh cái việc cái hàm lượng cái nồng độ vitamin K của bạn luôn, đúng không nào? Thì khi những bệnh nhân mà dùng thuốc chống đông á thì các bạn thấy rằng là họ ức chế cái vitamin K dẫn đến giảm cái yếu tố đông máu con đường ngoại sinh, thì BT của bệnh nhân có thể là nó tăng, đúng không bạn? Hoặc là BT chứng của bạn nó thể kéo dài trên 1,3. Thì các bạn thấy rằng là trường hợp đó là bệnh nhân sẽ có dấu hiệu đó là xuất huyết. Đó là một cái ngộ độc đó các bạn. Ngộ độc là có thể là bệnh nhân dùng quá liều hoặc là bệnh nhân tự độc. Thì bây giờ các bạn đối kháng cho bệnh nhân bằng gì, ai biết không? Dùng thuốc chống đông là nó ức chế cái nhóm chống đông, bạn có rồi, chống đông nhóm heparin, đúng không nào? Trong đó là có heparin trọng lượng phân tử thấp phân tử cao. Rồi nhóm thứ hai là nhóm ức chế yếu tố 10A, nhóm thứ ba là nhóm kháng vitamin K, nhóm thứ tư là nhóm tác động đến yếu tố tiểu cầu. Vậy bây giờ các bạn thấy là bệnh nhân ngộ độc thuốc chống đông vitamin K thường được sử dụng trên lâm sàng, thì các bạn sẽ thấy rằng là lúc này các bạn sẽ thấy bệnh nhân gây ra tình trạng gì? Xuất huyết chảy máu, đặc biệt có thể là xuất huyết não luôn. Thì lúc này các bạn tránh lại cái yếu tố này, đặc hiệu bằng cái biện pháp các bạn tiêm gì cho bệnh nhân, ai biết không? Tiêm vitamin K1. Đúng rồi, tiêm như vậy truyền đâu em ơi. Vitamin K1 ống của nó 1 ml chúng ta tiêm thẳng bắp hoặc là tĩnh mạch cho bệnh nhân luôn. Vitamin K của nó là một loại thuốc dầu, nhưng mà bạn vẫn có thể tiêm được tĩnh mạch trong trường hợp cấp cứu điều này ha. Còn khi mà chúng ta điều trị, các bạn có thể tiêm bắp. Ví dụ như một con nít khi nó sinh ra các bạn ha, nó có nguy cơ xuất huyết màng não á, thì cái mũi đầu tiên nó tiêm chính là mũi vitamin K1. Các bạn nhớ này ha. Vậy cái cơ chế đó là gì? Thuốc chế con đường đông máu ngoại sinh, tăng cái thời gian BT lên, nhớ điều này ha. Cho nên chúng ta giải đặt bằng cách chúng ta tiêm vitamin K1 đến khi nào bệnh nhân ổn định cái yếu tố BT. Vậy chúng ta phải làm xét nghiệm BT. BT nó cho các bạn kết quả xét nghiệm rất nhanh. Hoặc là chúng ta coi cái triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân có hiện tượng xuất huyết hay chảy máu hay không. Các bạn nhớ không? Thì thông thường cái việc ngộ độc này như thầy nói các bạn là do bệnh nhân là chủ ý họ điều trị không theo cái nguyên tắc là một. Tức là người ta gọi là ngộ độc. Cái thứ hai có thể là tự độc từ những cái yếu tố khác. Các bạn nhớ này ha. Bởi vì những cái thuốc chống đông này ở nhà các bạn có nhiều không? Nhiều lắm đúng không nào? Đây là những cái thuốc mà bệnh nhân cần phải điều trị hàng tháng, hàng giờ, hàng ngày đó các bạn. Được không? Rồi. Tiếp tục, chúng ta sang nhóm thứ hai, thứ ba. Các bạn hiểu cơ chế rồi, các bạn hiểu được cái thuốc đối kháng nó là gì rồi đúng không? Thì chính là thuốc nhóm ngộ độc opioid. Rồi, bây giờ ngộ độc opioid nào? Các bạn học cái cơ chế như thế này nè. Bây giờ các bạn đã biết rằng là trong cái nhóm thuốc giảm đau nha. Bây giờ tạm thời thầy chia cho bạn ra ba loại thuốc giảm đau. Giảm đau thứ nhất là paracetamol. Paracetamol nó không phải là NSAID nha, các bạn nhớ một điều ha. NSAID là thuốc giảm đau kháng viêm hạ sốt không steroid. Được chưa?
Paracetamol không có tác dụng kháng viêm. Steroid, các bạn thấy cái từ inflammation là một cái yếu tố viêm, thì những cái thuốc như là aspirin này, ibuprofen, ibuprofen nó hạ sốt nhưng nó vẫn có tác dụng kháng viêm nha các bạn nha. Cho nên người ta vẫn xếp nó NSAID, para không phải NSAID. Đơn thuần para chỉ là một thuốc hạ sốt giảm đau hết ở hệ thần kinh ngoại biên thôi. Cho nên para nó không thuộc đó. Nhưng mà vì khi mà các bạn học dược lý cái chương mà giảm đau hạ sốt kháng viêm thì người ta họ đưa para vô. Cho nên nhiều khi các bạn cứ tưởng para là cái NSAID, mà para mà NSAID thì cái cơ chế của nó như NSAID như thế là sai rồi. Không có nha các bạn nha. Vậy giảm đau đầu tiên thầy nói luôn đó là para. Cái giảm đau thứ hai chính là NSAID ha. Và giảm đau thứ ba chính là opioid. Vậy các bạn thấy rằng là cái NSAID nó tác động ức chế cái gì? Ức chế các cốc hay còn gọi là cái cyclooxidase để cho nó đừng có tiết ra những các prostaglandin gây nên yếu tố đau, viêm, sưng, nóng, đỏ, đúng không nào các bạn? Được chưa? Vậy vì các bạn dùng NSAID thì ức chế cái cốc cơ chế của nó là vậy. Được không nào? Còn khi mà các bạn dùng para thì các bạn thấy cốc của chúng ta chia làm hai, đó là cốc 1 và cốc 2. Cốc 1 nó luôn hiện diện ở trong máu của bạn để nó tác dụng lên trên yếu tố dạ dày, thận và yếu tố tiểu cầu. Nó có tác dụng bảo vệ nha. Nhưng mà cốc 2 nó chỉ được sinh ra khi bạn có yếu tố viêm nhiễm, khi mà có một yếu tố dị nguyên bên ngoài xâm nhập vào. Ngoài ra cái nghiên cứu của para mà nó giảm đau hạ sốt các bạn, người ta không biết cái cơ chế rõ của nó như thế nào, người ta mới đặt ra cái thuyết. À, bốn cái thuyết lận. Nhưng mà trong đó có một cái thuyết đó là tác động lên cốc 3. Các bạn nhớ điều này không? Tác động lên cốc 3. Cho nên cái cơ chế rõ ràng của para chưa có. Cho nên thầy không nói được cho bạn về cái cơ chế của para như thế. Thì đó là cái NSAID. Và cái thứ ba nữa là cái gì các bạn? Cái thứ ba nữa rằng là cái opioid. Vậy các bạn thấy ví dụ như các bạn dùng thuốc giảm đau cho bệnh nhân như là diclofenac chẳng hạn, thì nó ức chế cái cốc. Ví dụ như trong trường hợp bệnh nhân bị viêm khớp, thì lúc này các bạn thấy rằng acid arachidonic bị tác động của men cốc là cyclooxidase chuyển hóa thành cái prostaglandin. Được chưa? Khi nó chuyển hóa thành prostaglandin như thế thì nó tăng cái yếu tố gây viêm lên. Khi tăng yếu tố gây viêm, bệnh nhân có hiện tượng sưng, nóng, đỏ, đau, ví dụ như vậy. Thì các bạn thấy rằng chúng ta dùng diclofenac hoặc là dùng celecoxib các bạn, tác động lên trên cốc, đặc biệt là cốc 2, nó có tác dụng điều trị đúng không? Cho nên nó sẽ giảm đau, giảm viêm cho bệnh nhân, là nó ức chế cốc. Cho nên bệnh nhân mất đi cảm giác đau, cảm giác viêm như vậy. Nhưng mà opioid là sao? Bây giờ thầy hỏi các bạn như thế này nè. Khi mà các bạn các bạn đi vô trong một cái siêu thị hoặc là vô trong một cái cửa hàng điện máy á, các bạn biết người ta họ mở nhạc in ỏi cho các bạn để làm gì không? Hoặc là giờ thầy thông báo cho các bạn một cái tin là tất cả các bạn 10 tròn hết không phải kiểm tra cái thuốc môn. Thích không? Sướng không? Thì lúc này các bạn thấy rằng là cái hormone nội tiết bạn thay đổi ngay. Bốn cái nhóm hormone hạnh phúc các bạn nhớ rồi đúng không? Một là oxytocin, hai là dopamine, ba là endorphin và bốn là serotonin. Thì trong đó các bạn thấy rằng là gì? Khi mà các bạn cảm giác các bạn hạnh phúc á, ví dụ như là các bạn quan hệ tình dục á, thì endorphin nó tiết ra. Hoặc là khi bạn ăn cay á, là endorphin nó tiết ra. Được chưa? Hoặc là các bạn kích thích ở vùng da, các bạn massage nó cho ra bốn hormone này luôn. Hoặc là khi mà các bạn thấy rằng là các bạn nghe những bản nhạc nào đó nó tuyệt vời, hoặc là nghe những bản tin nào đó tuyệt vời, hoặc là những nhạc nó sôi động nhịp trình á, dopamine nó tiết ra. Mà em biết rồi, dopamine nó có tác dụng vào vận mạch nữa. Mà tác dụng vận mạch của nó là tăng nhịp tim, tăng huyết áp, tăng cái mức chuyển hóa. Cho nên lúc này các bạn thấy những cái trường hợp là siêu thị hoặc là cơ quan đó, những cái điện máy, cái nơi trung tâm mua sắm đó, nó mở nhạc như thế để cho cơ thể các bạn tăng tiết dopamine, để cho các bạn có một cái yếu tố quyết định. Các bạn thấy không, trong một cái cuộc vui hoặc là khi các bạn thoải mái, các bạn thư giãn, đặc biệt là các bạn thấy không, thầy khôn khôn, ví dụ thầy xin ba mẹ một điều gì đó, chọn bả vui mới xin, ai đâu đi dạy dạy đi xin ba chuyện đó, các bạn nhớ này ha. Thì mình lựa chọn cái thời cơ, đặc biệt là dopamine họ tiết ra, họ sẽ hứa hẹn với các bạn và họ đồng ý ngay. À, các bạn nhớ này. Nhưng khi dopamine nó tiết ra thì nó cũng ức chế quá trình thèm ăn. Có nghĩa rằng là nhiều khi chúng ta nghe cái tin đó ta no luôn, ta không muốn ăn nữa. Nhưng mà thật sự cơ thể bạn có đang thiếu năng lượng không? Có chứ đúng không? Nhưng mà chẳng qua là dopamine nó tiết ra đang nhận được cọc tiền như thế này, hoặc là nghe một cái tin gì vui, nghe một bản nhạc sập sình, no luôn, no ngang luôn bạn. Nhưng không có nghĩa bạn no như thế là cơ thể bạn đầy đủ năng lượng, không có, đang mất năng lượng đó. Nhưng chẳng qua cái hormone này đánh lừa cảm giác bạn như vậy thôi. Hoặc là các bạn thấy rằng là những người mà họ chơi chất gọi là chất kích thích ma túy chẳng hạn, 2-3 ngày không ăn là bình thường. Ngày xưa các bạn có biết không, đặc biệt là trong trường hợp mà bộ binh á, người ta cho người ta dùng những cái amphetamine á, là một nhóm ma túy, để người ta có thể hành quân được bao nhiêu km, bao nhiêu dặm luôn các bạn, không ăn uống mà vẫn đủ sức. Nhưng mà theo các bạn rằng là họ cảm giác họ không đói, họ cảm giác họ không mệt, nhưng mà thật sự cơ thể họ có đang tiêu tốn năng lượng không, có đang suy giảm không bạn? Có, chẳng qua nó chỉ lừa đánh lừa cảm giác của bạn thôi. Các bạn hiểu này chưa? Vậy trong trường hợp ví dụ các bạn thấy một bệnh nhân bị chấn thương, đa chấn thương rất là nặng, bệnh nhân này ví dụ rớt luôn cả cái cẳng chân ra ngoài, thì các bạn thấy bệnh nhân đau đến mức cỡ nào và bệnh nhân tử vong ở đây là gì? Có thể là do mất máu là một,
Nhưng mà nếu các bạn cầm máu xong bệnh nhân vẫn tử vong, cái nguyên nhân là do bệnh nhân đau chịu không nổi, bạn bạn dùng những NSAID chả có ý nghĩa gì cả, ức chế cái cốc đúng không nào, ức chế yếu tố gây viêm, ức chế yếu tố gây đau. Nhưng mà bạn thấy cái cường độ đau là đau như thế nào, dữ dội đau ghê gớm, ví dụ như thế, các bạn phải dùng đến giảm đau opioid, được chưa? Khi bạn giảm đau opioid thì điều gì, các opioid ví dụ như là các heroin nè, morphine nè, betadine nè, nó sẽ gắn lên trên một cái thụ thể, người ta gọi đó là thụ thể mui, được chưa? Thụ thể mui là cái gì, các bạn nhìn nè, đó, thụ thể này nó sẽ tăng cái ngưỡng chịu đau của bạn lên, à, tăng cái ngưỡng chịu đau lên, có nghĩa rằng là các bạn thấy rằng không phải nó giảm đau cho bạn, nó giảm thèm phim cho bạn, giống như các bạn dùng các insight để nó cốc, nó ức chế cốc, mà cái đau của bạn vẫn như thế, đối với người thường nó cảm nhận như thế, nhưng chẳng qua các bạn dùng cái opioid nó tăng cái cảm giác, tăng cái ngưỡng chịu đau của bạn lên, cho nên vì như thế nó chưa đủ phê với các bạn, chưa đủ đô, cho nên lúc này các bạn không có đau. Nhưng mà thật sự nó rất là đau đối với một người bình thường khi mà không được dùng morphine, chứ không phải là ức chế hoàn toàn cái việc các bạn bị đau. Bạn phải hiểu cái cơ chế của opioid như thế, đúng không? Vậy nó tác động lên trên thụ thể mi để nó tăng cái ngưỡng chịu đau của bạn lên, hiểu này chưa? Có phải là đang đánh lừa cảm giác các bạn không? Có phải đang đánh lừa cảm giác các bạn không? Thầy đang đưa ra cho bạn những cái tình huống như vậy để bạn hiểu, đúng chưa nào? Vậy cho nên khi mà nó tăng cái ức chế, xin lỗi các bạn, nó tăng cái ngưỡng cảm giác đau của bạn lên á, thì nó ức chế luôn cái trung khu ở vùng hành não, dẫn đến tình trạng bệnh nhân ngưng thở, suy hấp ngưng thở. Ban đầu bệnh nhân sẽ thở rất là yếu các bạn, sau đó bắt đầu là bệnh nhân trở nên trạng thái đó là da niêm mạc nhợt, da bệnh nhân lạnh ngắt, toát mồ hôi, và dấu hiệu bệnh nhân ngưng thở luôn các bạn, nó trắng bệt luôn. Mà các bạn biết rồi, khi mà bệnh nhân thiếu oxy á, mà ở giai đoạn tím và giai đoạn trắng các bạn, người ta gọi là tím tái đúng không, thì các bạn thấy cái giai đoạn tím các bạn thấy bệnh nhân thiếu oxy nhưng mà chúng ta còn cứu được, nhưng mà khi mình chuyển sang giai đoạn tái là bạn thấy là bệnh nhân nặng rồi, thì lúc này các bạn thấy nó ức chế chúng ta hô hấp đến mức là bệnh nhân từ cái giai đoạn bình thường chuyển sang giai đoạn tái, thấy bệt luôn, các bạn nhớ điều này ha. Thì đó là cái cơ chế của các opioid, được chưa? Thì nó sẽ gắn lên trên một cái thụ thể, thầy gọi đó là thụ thể mui, được không nào? Thì thụ thể này các bạn sẽ thấy nó sẽ tăng cái ngưỡng giảm đau và nó ức chế cái trung tâm hô hấp. Rồi các bạn nhớ, thì lúc này các bạn thấy rằng là việc mà các bạn thấy chúng ta tiêm quá liều heroin hoặc là tiêm quá liều betadine, hoặc là gọi betadine người ta gọi là đô lạc găng đó các bạn, thì cái liều giảm đau của nó còn cao hơn cả morphine biết bao nhiêu lần nữa. Các bạn đừng có nghĩ morphine nó là như thế, nó còn nhiều cái hơn morphine nữa các bạn ha. Thì các bạn thấy rằng là người ta, đặc biệt là các bạn dùng tramadol uống liên tục hàng ngày như thế, thì lúc này nó cũng có nguy cơ các bạn bị ngộ độc. Cho nên lúc này các bạn phải làm cách nào? Đừng có để cái chất ví dụ như là opioid nó gắn lên trên cái thụ thể mi đó nữa, đúng chưa? Thì lúc này các bạn đừng để nó gắn lên nữa, thì các bạn sẽ giảm được cái tình trạng đó là ức chế thần kinh. À, khi đó khi mà bệnh nhân ngưng thở hoặc là bệnh nhân siêu hấp, đối với trong trường hợp bệnh nhân gặp opioid, thì điều đầu tiên các bạn làm đó là chúng ta bớt bóng trợ thở cho bệnh nhân trước đã, đúng không? Cung cấp oxy cho bệnh nhân trước đã, sau đó các bạn mới việc là chúng ta dùng thuốc giải. Phải trong trường hợp thầy nói với các bạn bệnh nhân ngộ độc opioid, các bạn chỉ làm đúng hai động tác thôi bạn cứu được bệnh nhân: một, bớt bóng ambu cho bệnh nhân, và một điều thứ hai, tiêm thẳng tĩnh mạch cho bệnh nhân một cái thuốc đối kháng với lại là cái chất heroin hoặc là cái opioid, chính là naloxone, được chưa nào các bạn, được không? Naloxone. Cho nên chính vì vậy các bạn sẽ thấy rằng là cơ chế là gì, tác động lên thụ thể mi, ức chế cái thần kinh trung ương. Các bạn thấy những cái thuốc mà tác động lên hệ thần kinh trung ương nó có hai chiều hướng: một là kích thích thần kinh trung ương, hai là ức chế thần kinh trung ương. Ví dụ như các bạn dùng long não, các bạn nghe mùi long não, các bạn thấy nhịp tim bạn nó đập rất là mạnh đúng không? Đó là những thuốc tác động lên hệ thần kinh trung ương theo chiều hướng đó là kích thích. Nhưng bạn thấy thuốc gây mê nè, những cái thuốc giảm đau nè, hoặc những cái thuốc gây nghiện nè, là ức chế thần kinh trung ương, cho nên nó cảm giác bạn hưng phấn này, các bạn giảm đau này, vân vân, và chính vì vậy nó có nguy cơ ức chế hô hấp. Ừ, các bạn nhớ điều này ha. Cho nên vì sao trong những số trường hợp các bạn thấy là bệnh nhân ức chế hô hấp, người ta lại dùng long não đó bạn, để người ta khởi động thở lại cho bệnh nhân là như vậy, nhớ này ha. Thì cái tác dụng ức chế như các bạn thấy cái thuốc an thần của bạn, nó cũng ức chế thần kinh trung ương, nhưng mà ức chế thần kinh trung ương không phải là theo cái thụ thể mi, không phải là do cái chất đó nó gắn cái thụ thể mi. Cho nên khi mà bệnh nhân ngộ độc những cái thuốc mà an thần, chúng ta không có giải độc bằng cách này đâu, các bạn nhớ ha. Chỉ có cái nhóm opioid thôi, được chưa? Rồi thì lúc này chúng ta giải độc bằng thuốc naloxone. Ở thầy nói như thế này để các bạn hiểu điều gì. Ví dụ khi bạn đi lên trường, các bạn có nhiều phương tiện bạn lên, các bạn đi bộ, bạn đi xe đạp, bạn đi xe máy hoặc là bạn đi xe buýt, ví dụ như thế, bạn đi phương tiện nào bạn cũng lên trường được cả. Nhưng giả sử như ngày hôm nay các bạn đó chỉ có chiếc xe đạp thôi, không còn cái gì cả, không còn khả năng đi grab, đi hoặc là đi xe buýt thôi, thì lúc này các bạn thấy rằng là bạn đó bị không còn xe đạp, mất xe đạp ví dụ như thế, không lên trường được. Nhưng mà mấy cái bạn khác đi xe máy, đi grab, họ vẫn có thể lên trường được. Nhưng giả sử bây giờ bạn cung cấp cho bạn đó một chiếc xe đạp thì bạn đó sẽ lên trường được. Ví dụ là lên trường có nhiều cái phương tiện bạn lên,
tùy theo phương tiện đó là cái gì, đúng không nào? Cho nên lúc này ức chế thần kinh trung ương nó có nhiều cái cách để ức chế, thì trong đó cái cách của opioid là cơ chế nó như thế nào. Ở các bạn nhớ điều này ha. Còn những cái cơ chế của những cái thuốc khác là ức chế cái sự dẫn truyền, ví dụ như GABA, ví dụ như vậy, vân vân. Thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ giải độc bằng naloxone. Naloxone là một cái thuốc đối kháng đặc hiệu với cái nhóm opioid trên thụ thể mu. Thì lúc này nó sẽ cạnh tranh, đừng cho cái thụ thể này gắn, xin lỗi, đừng cho cái chất này gắn lên trên cái thụ thể mu nữa. Cho nên lúc này các bạn sẽ thấy rằng là bệnh nhân sẽ có xu hướng đó là gì bạn, thoát khỏi được cái tình trạng là suy hô hấp, và lúc này bệnh nhân sẽ trở về trạng thái bình thường. Các bạn thấy đặc biệt là đối với trong ngộ độc đúng không? Mình chỉ sợ cái gì thôi, mình chỉ sợ cái sốc phản vệ thôi. Còn khi mà các bạn đã cấp cứu đúng phác đồ cũng như là cấp cứu đúng đặc hiệu các bạn, thì lúc này bệnh nhân sẽ như thế nào, qua được cái giai đoạn ổn định. Nhớ điều này không? Sau 15 phút bệnh nhân xin về ngay. Nhớ điều này ha, được chưa? Rồi, thì đó là nhóm thứ ba là nhóm ngộ độc opioid. Các bạn sang nhóm thứ tư. GABA là sao em? GABA không phải GABA, mình đọc gọi là GABA đó em. Nó là một cụm từ rất là dài. Nó chính là một cái loại acid amin, được chưa? Mình đọc là GABA. GABA là một cái chất nó bị cái gì các bạn? Bị cái ribofol nó ức chế đó. Nhưng mà ngược lại GABA nó được tổng hợp bởi cái vitamin B6. Ở các bạn nhớ này ha. Cho nên những cái người mà các bạn thấy họ run tay nè, hoặc là họ tăng cái trương lực cơ này, nó gồng cứng cơ này, hoặc là những người mà bị co giật, bị Parkinson á, thì người ta sử dụng GABA hoặc là người ta dùng thêm B6 để họ hỗ trợ là như vậy đó. Ở các bạn nhớ điều này ha. Rồi. Mình đến chương thứ tư, đó là ngộ độc phốt pho hữu cơ và carbamates. Thì các bạn thấy rằng là phốt pho hữu cơ hay người ta gọi là lâm, còn carbamates á thì người ta gọi là cái thuốc trừ sâu các bạn. Thuốc trừ sâu mà các bạn thấy không, cho dù nó là cái hãng nào đi chăng nữa thì các bạn thấy thông thường á, nó chỉ chia ra những cái nhóm. Nhóm thứ nhất là những cái nhóm gây rối loạn điện giải nếu như bạn uống vào. Cái thứ hai là những cái nhóm mà gây độc cho gan thận như là carbamate, hoặc là độc trên hệ thần kinh như là carbamate mà thôi, được chưa? Vậy cái carbamate cũng như là phốt pho hữu cơ về mặt cơ chế như nhau, nhưng mà cái carbamate này cái khả năng cơ chế của nó yếu hơn cái phốt pho hữu cơ. Cho nên nếu như bệnh nhân ngộ độc carbamate các bạn cứu có thể dễ hơn ngộ độc bệnh nhân phốt pho hữu cơ đó các bạn. Nhớ này ha. Thì trong trường hợp bệnh nhân ngộ độc phốt pho hữu cơ hoặc carbamate, ví dụ như bệnh nhân ăn rau sống, bệnh nhân có dấu hiệu của ngộ độc phốt pho hữu cơ, hoặc là bệnh nhân uống thuốc trừ sâu có cái chất carbamate này, thì là các bạn thấy cái nguy cơ bệnh nhân ngộ độc. Và cái bước đầu tiên bạn làm cho bệnh nhân là gì để làm ạ? Biết không? Ví dụ bệnh nhân vô viện trong vòng 2 tiếng thì bạn sẽ làm cái gì cho bệnh nhân? Bây giờ bệnh nhân ngộ độc thuốc trừ sâu, bệnh nhân ngộ độc phốt pho hữu cơ, ví dụ ăn rau sống. Giờ bệnh nhân nhập viện, bệnh nhân có những cái dấu hiệu đó thì bước đầu tiên các bạn làm gì cho bệnh nhân? Đúng rồi, xúc rửa dạ dày. Sao bạn im vậy? Rửa dạ dày cho bệnh nhân. Thì các bạn thấy là chúng ta có những cái biện pháp gì? 6 cái biện pháp loại bỏ chất độc cho bệnh nhân, đúng không? Và cái biện pháp cuối cùng là biện pháp đặc hiệu. Đặc hiệu ở đây có nghĩa rằng là chúng ta quyết định điều trị nó luôn. Còn những biện pháp đó là những biện pháp chúng ta gọi là triệu chứng mà thôi, được không? Thì các bạn phải rửa dạ dày cho bệnh nhân. Và sau đó các bạn mới áp dụng biện pháp đặc hiệu để chúng ta như thế nào? Giống như việc các bạn thấy bệnh nhân ngộ độc naloxone, xin lỗi, ngộ độc cái gì các bạn? Opioid, đúng không nào? Thì lúc này các bạn thấy điều gì? Bệnh nhân vô ngưng thở thì điều đầu tiên các bạn phải giải quyết cái đường thở cho bệnh nhân. Lúc này bạn tiêm naloxone cho bệnh nhân mà bạn không bóp bóng cho bệnh nhân thì theo bệnh nhân có qua khỏi không? Rồi các bạn phải hiểu này ha. Cho nên chúng ta phải điều trị cái triệu chứng ban đầu đã. Sau đó chúng ta mới điều trị đặc hiệu cho bệnh nhân, được chưa? Rồi, bạn quan sát nào. Rồi chúng ta sang cái phần thứ tư là cái điều trị đặc hiệu của bệnh nhân, đó là gì? Ngộ độc phốt pho hữu cơ và carbamate. Thì thầy nói các bạn cơ chế của lâm hữu cơ cũng như carbamate là như nhau, nhưng mà khả năng carbamate các bạn nó liên kết với những cái tế bào ở trong cơ thể chúng ta, nó ức chế cái men nó yếu hơn, thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có khả năng ít độc hơn, cũng như là nó ít có nguy hiểm hơn phốt pho hữu cơ, được không? Ít độc thì không có đúng, nhưng mà ít nguy hiểm hơn. Thì giờ thầy sẽ cơ chế cho các bạn như sau để bạn hiểu nè. Thì bữa trước các bạn học cái sự dẫn truyền thần kinh rồi, đúng không? Đây là chính là một cái synapse, được chưa? Thì synapse của bạn nó gồm có cái gì? Đây là thùy trước, chùy của synapse, còn đây chính là cái thùy sau, được không? Hay còn gọi là màng sau. Thì các bạn thấy cái sự truyền tin qua synapse, các bạn thấy nó đi qua một cái nơi người ta gọi là khớp synapse, hay còn gọi là khớp thần kinh đó các bạn. Thì nó sẽ có cái gì? Thì ban đầu các bạn sẽ thấy rằng là ở bên trong cái thùy trước của synapse các bạn, nó sẽ có những cái bóng chứa chất trung gian hóa học, được chưa? Vậy bóng chứa chất trung gian hóa học nó rất là nhiều ở bên trong này. Thì cái bóng chứa chất trung gian này các bạn thấy nó là cái gì? Ví dụ như là acetylcholine hoặc là noradrenaline. Tức là mỗi dây thần kinh các bạn học rồi, nó có một cái tính gọi là tính đặc hiệu, nó chỉ dẫn truyền một cảm giác hoặc là một vận động nào đó thôi. Cho nên lúc này các bạn thấy rằng là chất trung gian ở nó là cái gì thì nó chỉ có một loại thôi, chứ nó không có chứa nhiều loại trong một cái synapse thần kinh. Các bạn nhớ chỗ này ha. Ví dụ như trong trường hợp này đây là chất dẫn truyền của hệ cholinergic, hay còn gọi đó là chất trung gian hóa học là acetylcholine, được không?
Thì các bạn thấy rằng là khi mà có một cái ion canxi nó đi xuống các bạn, được chưa? Tức là có hiện tượng là khử cực. Thì lúc này là có sự lan truyền của điện thế hoạt động. Thì thông tin nó sẽ lan truyền từ thần thông đi xuống sợi trục và xuống tận cùng những cái sợi nhắn này các bạn, được không nào? Thì các bạn sẽ thấy điều gì? Thì lúc này các bạn thấy rằng là canxi từ ở bên cái khe sinát đi vào bên trong, làm cho cái bóng mà chứa chất trung gian, hay còn gọi là túi sinát các bạn ha, di chuyển ra phía màng trước của sinát và đồng thời giải phóng cái chất trung gian hóa học ở bên trong túi nó, được không nào? Cái này chính là ti thể đấy các bạn. Ti thể thực hiện quá trình hô hấp đó. Mà các bạn biết giai đoạn đầu của quá trình hô hấp là đường phân để tạo ra acetyl-CoA đó. Và acetyl-CoA mà các bạn hiểu không ạ? Khi mà nó liên kết với một cái choline thì nó tạo thành acetylcholine đó. À, như thế, được không? Thì các bạn thấy rằng là cái acetylcholine trong cái túi bóng trung gian hóa học này nó sẽ được đi ra phía trước của màng màng trước sinát. Sau đó nó giải phóng ra acetylcholine. Acetylcholine này nó mới gắn lên trên những cái thụ thể hay còn gọi là thụ thể ACH receptor này các bạn, ở cái mặt sau màng sau của sinát. Khi nó gắn lên như thế này các bạn thì nó sẽ làm cho sự dẫn truyền thần kinh của cái sinát tiếp theo, được chưa? Của cái neuron tiếp theo. Vậy cái neuron tiếp theo nó lại có sự dẫn truyền thần kinh đi xuống tiếp tục cái phần truyền sinát như thế này. Và cứ như thế nó cứ làm cho cái acetylcholine như thế nào các bạn, liên tục được đi tới màng trước và gắn lên trên thụ thể ở cái màng sau. Cứ như thế nó cứ đi đi lượt hàng loạt. Vậy thầy mô tả cho bạn một cái khớp sinát thôi đúng không? Được chưa? Thì cái acetylcholine nó gắn lên trên thụ thể này thì bắt đầu nó khởi động. Và khi nó khởi động như thế các bạn thì nó làm hàng loạt cái acetylcholine tiếp theo cứ giải phóng ra. Và cứ như thế là các bạn thấy một cái hiện tượng bệnh nhân có cái xu hướng là như thế nào các bạn? Có sự dẫn truyền thần kinh của hệ choline. Thì các bạn thấy rằng là bắt đầu cái acetylcholine này nó được nhờm vào một cái men nằm ở cái phùng màng sau của sinát luôn, hay còn gọi là acetylcholine stearase. Cái men này sẽ phá vỡ cấu trúc của acetylcholine thành choline và acetate. Thì các bạn thấy rằng là acetate nó sẽ đi vào trong máu và lúc này choline nó sẽ đi vào màng trước dạ dày, màng trước sinát thêm một kênh canxi, đúng nào? Và bắt đầu nó lại liên kết với acetyl-CoA thông qua quá trình đường phân ở phòng trong tế bào, đúng không nào? Để nó tạo thành acetylcholine và được bọc trong cái túi trung gian, cứ như thế mà tiếp tục vận chuyển. Các bạn thấy không ạ? Vậy nếu như không có cái men acetylcholine stearase này thì sao? Thì lúc này các bạn thấy rằng là gì? Cái acetylcholine này cứ gắn lên trên thụ thể như thế thì làm cho cái quá trình đó như thế nào bạn? Cứ tiếp tục diễn ra như vậy, đúng không nào? Thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta ngộ độc phốt pho hữu cơ các bạn và ngộ độc cặp amat á thì điều gì xảy ra? Thì lúc này những cái chất này nó sẽ ức chế, nó cạnh tranh với cái men acetylcholine, được chưa? Ức chế với men acetylcholine. Thì cái men acetylcholine này nó bị ức chế đi, dẫn đến nó không chuyển acetylcholine thành cái choline và acetate được. Cho nên lúc này nó cứ tiếp tục cho cái sự dẫn truyền liên tục như vậy. Hiểu điều này không bạn? Đúng ra nó phải ngắt cái sự dẫn truyền đi. Bạn bật cái ổ khóa lên, bạn muốn cho xe nó tắt máy thì bạn phải khóa nó lại. Bạn tắt nó lại, bạn rút nó ra. Và bạn muốn rút thường các bạn thấy không? Cái chìa khóa các bạn bật lên được, đúng không? Bạn rút ra không có được. Bạn muốn rút nó ra được, bạn phải tắt nó đi, bạn rút nó ra. Thì lúc này các bạn thấy rằng nhờ cái acetylcholine stearase này này các bạn. Em khỏe rồi, em chỉ còn Gôn ơi. Không. Nhờ vào cái acetylcholine stearase này các bạn thì lúc này cái acetylcholine nó mới được tách ra, nó mới chuyển hóa thành choline và acetate được. Còn không có cái men này thì lúc này các bạn thấy không? Thì cái thụ thể này này các bạn, nó cũng bám lên trên, xin lỗi, những cái chất trung gian này nó cũng bám lên trên thụ thể liên tục như thế. Cho nên trạng thái hàng loạt cái dẫn truyền thần kinh trên cái sợi mà có cái acetylcholine. Mà acetylcholine là một trong những thuộc hệ cholinergic hay còn gọi là hệ phó giao cảm. Ở các bạn nhớ hệ phó giao cảm, cho nên hàng loạt cái hiện tượng đó là phó giao cảm xảy ra, cũng như nó tăng tiết cái hệ muscarin. Các bạn nhớ ha, hệ muscarin và hệ nicotinamide là hai cái hệ thuộc phân hệ cholinergic phó giao cảm. Khi mà cái chất trung gian là acetylcholine bạn nó gắn lên trên thụ thể ACH ở trên màng sau của sinát. Vậy việc như các bạn tiết nước bọt như thế này này các bạn ha, tiết nước bọt nè là do cái acetylcholine này gắn lên trên thụ thể. Sau đó nhờ cái men acetylcholine stearase này nó tách cái chất này ra thành cái choline và acetate thì nó ngắt đi cái sự dẫn truyền đó. Và cứ như thế nếu như có kích thích, ví dụ như thầy lủng lẳng quả me trước mặt các bạn, thì lúc này có kích thích thì lúc này nó sẽ có phản ứng đó. Còn hết kích thích thì thôi. Còn bây giờ các bạn ngay cả khi mà các bạn thầy không được lủng lẳng cái me trước mặt mà không có thức ăn gì đó mà nước bọt thầy cứ chảy liên tục như thế này thì chính là các bạn thấy cái acetylcholine này nó cứ được gắn lên trên thụ thể, nó cứ khởi động hoàn toàn cái hệ cholinergic. Mà cholinergic các bạn nhớ nó có hai phân hệ nha, gọi là hệ muscarin và hệ nicotinamide. Muscarin là một cái hệ tác động mạnh lên trên phó giao cảm. Vậy các bạn thấy phó giao cảm là gì? Làm cho mạch bạn chậm nè, đồng tử bạn co nè, nhịp thở của bạn chậm giảm, tức là nó co thắt phế quản nè, rồi nó làm cho bạn co thắt của bàng quang nè, rồi nó làm cho các bạn sao nữa, tăng tiết các tuyến tiêu hóa ra nè, vân vân, được chưa?
Thì khi đó các bạn thấy rằng là cái men acetylcholinesterase này nó bị cái phốt pho hữu cơ cũng như là cặp amax ức chế luôn các bạn. Thì lúc này cái acetylcholine này nó có được tách ra acetat và choline không? Không. Cho nên nó cứ gắn lên trên cái thụ thể máy, các bạn cứ nổ máy liên tục như vậy. Ví dụ giống như chiếc xe của bạn ha, cứ mở nổ máy liên tục như vậy thì làm cho hàng loạt cái phản ứng của hệ phó giao cảm xảy ra. Mà cái hàng loạt hệ phó giao cảm đó chính là cái gì các bạn? Là hội chứng muscarin, được chưa? Hội chứng muscarin nó sẽ xảy ra. Ngoài ra các bạn thấy rằng là trong cái hệ cholinergic, hệ phó giao cảm đó, nó còn có phân hệ nicotinamide nữa. Mà nicotinamide này nó tăng cái trương lực co cơ. Ở các bạn, co cơ là co cơ vân. Mà co cơ vân là các bạn biết là cơ vân là một cái cơ hữu ý theo cái sự chiều hướng kích thích thần kinh trung ương, theo cái tính gọi là tính động vật, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy rằng là trong cái cơ vân của chúng ta nó vẫn còn một cái hệ nicotinamide của phó giao cảm nó chi phối nữa các bạn. Cho nên lúc này cơ vân bạn nhiều khi co không theo hữu ý của bạn đâu. Giống như các bạn thấy bệnh nhân bị co giật không? Hoặc là trong trường hợp là bệnh nhân bị co mà co cứng không? Các bạn thấy tay chân bệnh nhân quắp là như thế này. Anh kêu tay chân bệnh nhân giãn ra nó nghe không? Không nghe. Thì đó chính là hệ nicotinamide đang bị cường các bạn ha. Hay còn gọi là đang được chi phối đó. Cho nên các bạn thấy rằng hai cái hội chứng xảy ra đó chính là hội chứng muscarin và hội chứng nicotinamide. Mà nicotinamide chính là những cái hội chứng liên quan đến sự co thắt các cơ vân. Các bạn nhớ điều này ha. Vậy khi đó cái cặp amax nó gắn vào cái acetylcholine yếu hơn cái phốt pho hữu cơ. Cho nên nếu như các bạn giải đọc được cái cặp amax á thì cái khả năng của bệnh nhân thoát được cái tình trạng phó giao cảm rất là mạnh. Nhưng mà trường hợp các bạn thấy phốt pho hữu cơ là một cái lân thì nó ức chế hoàn toàn cái men này. Cho nên bắt buộc chúng ta sử dụng biện pháp đó là trung hòa, hoặc là chúng ta dùng biện pháp đó là điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. Trước khi bạn trung hòa, bạn điều trị đặc hiệu đó, thì các bạn phải điều trị triệu chứng cho bệnh nhân trước, đúng không? Mà bệnh nhân đang trong tình trạng gì? Ví dụ như bạn thấy acetylcholine mà nó cứ gắn lên trên thụ thể miết như thế này, nó sẽ làm cho mạch của bệnh nhân cứ chậm xuống, huyết áp chậm xuống và đồng tử nó co nhỏ lại. Ở các bạn hiểu không? Thì hiện tượng này người ta gọi là hội chứng cường giao cảm, hay còn gọi là hội chứng muscarin, được không? Được chưa? Vậy các bạn thấy rằng là người ta sẽ giải đáp bằng cái gì? Thì đầu tiên các bạn thấy rằng khi bệnh nhân có hiện tượng này thì người ta sử dụng điều trị triệu chứng đó là dùng atropine. Atropine nó sẽ hủy đi cái hệ phó giao cảm các bạn, hủy đi hệ phó giao cảm, cho nên nó sẽ nâng mạch, nâng huyết áp của bệnh nhân cũng như giãn đồng tử ra. Ngoài ra người ta sẽ dùng thuốc đặc hiệu đó là PAM, P-A-M, được chưa? Để người ta họ trung hòa cái độc tố phốt pho hữu cơ cũng như là cặp amax đi, để nó còn cái acetylcholinesterase, để nó mới chuyển được cái acetylcholine này thành cái acetyl và choline, cho nên nó mới ngắt đi cái sự dẫn truyền thần kinh. Các bạn nhớ điều này ha. Vậy đó chính là cơ chế. Vậy đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là gì? Trong trường hợp mà chúng ta dùng cái chất độc là PAM thì nó sẽ trung hòa cái độc tố, hoặc là chúng ta sẽ dùng atropine nó hủy phó giao cảm. Vậy cái cơ chế của cái chất gì các bạn? Phốt pho hữu cơ và cặp amax là sao? Là ức chế một cái men gọi là men acetylcholinesterase. Men này là một cái men ức chế cái chuyển hóa acetylcholine của cái hệ thần kinh phó giao cảm. Nhớ này ha, được chưa? Hiểu cái này không? Được chưa nào? Vậy khi mà bạn cấp cứu bệnh nhân, chúng ta sử dụng hai cái này. Vậy các bạn thấy trong trường hợp một bệnh nhân bị cơn đau dạ dày cấp các bạn, mà dịch vị của bệnh nhân cứ tăng tiết ra ngoài liên tục như thế, thì nó liên quan đến yếu tố acetylcholine đang gắn lên trên cái thụ thể này. Cho nên người ta cũng dùng thuốc atropine để người ta họ cắt cơn dạ dày là như vậy đó các bạn. Nhớ này ha. Rồi. Bây giờ chúng ta sang phần thứ 5, điều trị đặc hiệu đó là bệnh nhân ngộ độc paracetamol, một thuốc giảm đau hạ sốt của bạn, đúng không? Thì cái paracetamol nó có một cái cơ chế gì? Các bạn phải hiểu như thế này nè. Cái công thức mà ngày xưa thầy của thầy dạy cho các bạn, cho các bạn hiểu nè. Thì đối với một người bình thường của bạn ha, một ngày các bạn có thể dùng liều tối đa lên tới 4 hoặc là 5 gram paracetamol. Một viên paracetamol của bạn là 500mg, chính là 0.5 gram. Các bạn có thể dùng 4 năm, có thể là dùng 8 tới 10 viên paracetamol một ngày đối với người lớn bình thường, được chưa? Còn với những người mà có bệnh nhân có hội chứng suy gan hoặc là viêm gan hoặc là sơ gan thì họ chỉ dùng không quá liều 2.000mg một ngày. Có nghĩa là không quá 4 viên paracetamol 500mg. Khi mà bạn dùng liều 5 gram trên một ngày, trên 5 gram một ngày mà bạn kéo dài trong 5 tới 7 ngày, hoặc là bạn dùng trong một lần 10 gram một ngày, 10 gram có nghĩa là 20 viên á, sẽ xảy ra hội chứng tổn thương tế bào gan không hồi phục. Nhớ điều này ha, dẫn đến tình trạng bệnh nhân hôn mê gan. Các bạn thấy không, tổn thương tế bào gan không hồi phục. Ví dụ như các bạn thấy rằng là nhiều khi mà các bạn để cái bình xe xăng, các bạn nhớ các bạn chạy á, một thời gian sau các bạn thay nhớt đúng không, thì xe bạn nó êm lại. Nhưng đến khi nó khô nhớt luôn, các bạn thay nhớt nó không còn ý nghĩa, bạn phải thay luôn cái bộ máy của nó đó. Thì tương tự như vậy, các bạn thấy không ạ? Riêng cái chất độc paracetamol khi nó chuyển hóa ở trong gan cơ thể của bạn, nó sẽ sinh ra độc chất, mà độc chất này có khả năng gây tổn thương vĩnh viễn cho gan luôn. Người ta gọi là tổn thương không hồi phục. Vậy cái liều các bạn nhớ thay một câu như sau ha. Một là liều trung bình của một người lớn bình thường
là bao nhiêu gam paracetamol một ngày? Nhắc cho thầy nghe nào. Cái này tại sao các bạn cần phải biết? Cái điều này các bạn thấy paracetamol các bạn dùng ở nhà nhiều không? Nhiều. Thậm chí cả người không học y họ biết cái này không? Biết. Nhưng vấn đề họ có biết rõ điều này không? Không. Đang uống một viên paracetamol, người ta 50kg, uống một viên thì không nói. Người 70kg cũng uống có một viên. Đâu có đủ liều là một. Cái thứ hai, uống viên xong không hạ sốt, cái một tiếng sau uống viên nữa. Xong uống viên nữa. Rồi có những người mà họ lạm dụng para các bạn. Cứ trong trường hợp đau đầu căng thẳng là uống para, uống liên tục. Cho nên các bạn thấy họ là bác sĩ luôn á. Hiểu này chưa? Vậy thầy hỏi các bạn nè. Vậy cái này các bạn cần phải nhớ nắm rõ cho thầy. Hai cái liều thuốc sau bạn cần phải nhớ. Thứ nhất là para và thứ hai là adrenaline. Là đủ rồi. Điều dưỡng các bạn chỉ cần như thế thôi. Còn những cái thuốc y lệnh thì khác không nói ha. Vậy đầu tiên bạn nhớ thầy là paracetamol. Được chưa? Là liều bình thường đối với người bình thường. Người lớn bình thường là bao nhiêu gam tối đa một ngày? Thầy biết. Nói lại nghe ha. 0,5. Bao nhiêu gam em? 5 gam. À 5 gam, tối đa 5 gam một ngày. 4 đến 5 gam, được chưa? Là tương ứng là bao nhiêu viên các bạn học rồi? Một viên paracetamol tùy có loại 250mg. 4 viên. À, 14 viên là không đúng đâu. 5 viên, viên, 5 gam thì khoảng là 10 viên thôi. Được chưa? Ví dụ loại 500mg, được không? Rồi, còn từ bệnh lý về gan, sơ gan, suy gan thì chúng ta không dùng quá bao nhiêu gam một ngày. Không dùng quá bao nhiêu gam nào? 2000mg hay còn gọi là 2g, được chưa? Còn trong trường hợp mà bệnh nhân ngộ độc paracetamol cấp các bạn ơi, là chúng ta dùng 10g trên một ngày, trên 10g. Còn trong trường hợp các bạn kéo dài lượng trên 5g một ngày mà kéo dài từ 5 đến 7 ngày thì cũng gây ra bệnh nhân ngộ độc paracetamol. Gây tình trạng đó là hoại tử tế bào gan không hồi phục. Thầy nói như thế này để các bạn hiểu như thế tại sao mà tới giờ các bạn biết ngày xưa hình thức học của các thầy không như các bạn đâu. Là ví dụ các bạn học một môn giải phẫu đúng không? Thì thứ nhất là một môn học đó nó có thể học xuyên suốt trong một năm hoặc là vài năm. Cái thứ hai nữa rằng là các bạn thấy rằng khi học á là cái môn học đó nó không có đòi hỏi đầy đề cương, không có cái gì các bạn, đề cương chỉ có một câu thôi, học hết. Và cái thứ ba thi đó các bạn, đâu phải là tự luận của, không phải là trắc nghiệm đâu các bạn, mà thi theo hình thức như thế này nè, điền khuyết. Ví dụ như là khi bệnh nhân ngộ độc paracetamol liều 3.... bao nhiêu gam đó trong vòng như này ...... điền vô. Điền một ý đúng, ý sâu xa, nguyên câu đó sai, đúng đủ thì mới có điểm. Rồi cái thứ nhất, cái thứ hai là trắc nghiệm đúng sai các bạn. Chọn câu đúng có điểm, mà các bạn chọn sai là không phải không có điểm, các bạn bị trừ điểm. Còn nếu không chắc thì bạn đừng có chọn. Cái thứ ba là câu tình huống, không phải là cứ đưa đọc cho bạn giờ các bạn dễ quá rồi. Cho nên như thế các bạn thấy không ạ? Sau này các bạn thấy rằng là các bạn học cái kiến thức cho dù có ở trong lớp đó các bạn có tiếp thu tốt của nào thì các bạn bước ra các bạn quên hết. Bạn nhớ lắm là 20-30%. Cái quan trọng là sau này bạn chỉ cần nghe bạn nhắc lại tới đó là bạn hiểu và biết nó. Còn các bạn trong để kiến thức các bạn có trong đầu các bạn cứ học theo cái kiểu cũ của bạn, không đời nào mà các bạn sau này các bạn ra bạn nhớ được đâu. Còn ít nhiều gì các bạn sau này các bạn ra. Giờ các bạn chỉ cần hỏi một ví dụ một bác sĩ ra chẳng hạn, ví dụ hội chứng bệnh nhân viêm thận cấp, viêm cầu thận cấp, nói bạn nghe, nói rõ triệu chứng cơ chế bạn nghe, mặc dù họ không chuyên về bệnh thận, ví dụ như vậy họ nói như thế này. Cho nên các bạn cố gắng bạn học cái này về, các bạn hiểu được rõ cơ chế, mà một khi nó vô đầu của bạn rồi mai mốt các bạn quên, các bạn đọc lại học người ta nói là các bạn nhớ ngay, biết ngay, được chưa? Còn một thầy hỏi các bạn cái gì các bạn chả hiểu, chả không biết thì nói không biết, còn biết thì nói biết. Học online thì chả biết mặt mũi các bạn ra sao, chả biết các bạn tương tác như thế nào đã bị một bất cập rồi, được chưa? Vậy trong ngộ độc paracetamol các bạn thì trong trường hợp đó thì paracetamol bản thân khi nó đi về gan các bạn thì lúc này gan cũng ta nhận paracetamol như là một chất lạ. Cho nên lúc này gan chúng ta thực hiện quá trình đó là khử nó đi, hay còn gọi là quá trình oxy hóa nó đi, được không? Thì các bạn sẽ thấy rằng khi mà thực hiện quá trình oxy hóa thì lúc này các bạn thấy rằng là nó sẽ tạo ra những cái chất có thể là như cái chất đó là không có độc tính, hoặc là những chất đó có thể là độc tính. Mục đích của gan để làm gì? Nó thấy những cái thuốc là những vật lạ rồi các bạn, thì nó phải chuyển hóa nó đi thành một cái dạng nào khác, đừng có gây hại cho cơ thể nữa. Thì cái dạng đó có thể là độc tính hoặc là không độc tính, vô tình thôi các bạn. Thì riêng paracetamol là một cái dạng chuyển hóa ở gan, là một chất độc. Các bạn thấy ha, acetaminophen sau khi đi vào bên trong gan các bạn ha, dưới tác động của một cái men,
men này người ta gọi là men cytochrome B450, được chưa? Men này nó sẽ chuyển hóa một phần cái paracetamol của bạn hay còn gọi là acetamin đó thành một cái chất gọi là N-acetamol hay người ta gọi là NAQ, được chưa? Cái này các bạn có thấy cytosis không? Cái này đọc, đọc là đọc cho ai? Bản thân gan luôn. Được chứ, các bạn học bệnh viêm tụy cấp rồi đúng không? Các bạn thấy bản thân tụy nó sẽ tiết ra một cái men tụy để nó tiêu hóa thức ăn thì cái men này cũng đọc cho nó luôn. Nhưng để tránh độc cho nó thì nó phải tiết ra ở một cái dạng tiền chất. Và dạng này nó chỉ được hoạt động khi nó bổ sung tái tràng mà thôi, dưới tác động của enterokina. Giả sử như cái men này nó đã hoạt động rồi mà nó quay trở lại ngừng men tụy thì nó cũng phá vỡ với mô tụy của bạn. Thì các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta dùng acetaminophen các bệnh nhân á, mà các bạn dùng đường uống á các bạn ha, sau thuốc nó hấp gan, qua gan lần một nó chuyển hóa, thì cái acetaminophen này nó sẽ chuyển hóa thành cái NAQ, được chưa? Chính là N-acetylbenzoquinoamine, thì các người ta gọi tắt là NAQ. Đây là một chất độc cho gan. Còn việc các bạn mà đặt thuốc ở đường trực tràng như bữa trước các bạn học rồi đúng không, thì đặc biệt là các bạn đặt ở cái vùng trực tràng dưới các bạn, thì các bạn chỉ cần đưa cái viên đạn thuốc đi vào trong nè, các bạn dùng cái viên thuốc các bạn đặt vào cửa hậu môn của bệnh nhân, sau đó các bạn đút cái ngón tay của người đặt á tới cái đốt xa, được chưa? Và bạn giữ thuốc lại ở cái vị trí đó trong vòng 15 cho tới 20 phút thì thuốc nó sẽ đi theo hệ thống, đó là tĩnh mạch trực teo trực xin lỗi tĩnh mạch trực tràng dưới. Tĩnh mạch này nó sẽ đổ về hệ thống tĩnh mạch chậu trong, và nó sẽ đổ về chậu chung, và nó đổ về tĩnh mạch chủ. Nó giảm một lần đi qua gan, các bạn nhớ, khi nó giảm một lần qua gan thì đồng nghĩa với việc các bạn thấy trên đường đi cái paracetamol của bạn đúng không, nó sẽ có hiện tượng gì đó bạn, nó chuyển hóa cũng như có hiện tượng tác dụng, cho nên lúc này khi nó đi qua gan lần một thì cái hàm lượng paracetamol của bạn đã giảm một lần rồi. Còn việc mà các bạn dùng đường uống hoặc là bạn đặt thuốc ở cái trực tràng trên các bạn ha, thì thuốc nó thẩm trực tiếp đi qua hệ thống tĩnh mạch trực tràng trên hoặc là tĩnh mạch trực tràng dưới nếu các bạn đặt thuốc, đi vào tĩnh mạch cửa luôn. Cho nên lúc này hàm lượng paracetamol nó chưa đi vào hệ thống tuần hoàn chung đã, nó đã vào tĩnh mạch cửa rồi. À, các bạn hiểu này ha? Mà nó khi nó vào được tĩnh mạch cửa rồi thì cái nồng độ của bạn tăng lên rất là cao. Mà khi tăng lên cao như thế thì lúc này gan của bạn khử cho ra các NAQ rất là nhiều, cho nên nó sẽ đập cho gan. Cho nên cái việc các bạn thấy thuốc nó chuyển hóa lòng mộ ở gan quan trọng không? Quan trọng lắm. Giờ thầy mô tả cho bạn hiểu để bạn hình dung ra điều này. Ví dụ như ban đầu tiên bạn đi vô trong siêu thị đúng không? Bạn cầm ví dụ 1 triệu. Đúng như nào, bạn gặp cái gì bạn cũng mua hết á, bạn gặp cái gì bạn cũng mua hết, nên tiền của bạn nó sẽ tốn đi rất là nhanh. Nhưng mà khi bạn đi vào bên trong siêu thị đúng không, sau khi bạn đi dạo một vòng, bạn lựa chọn, bạn coi cái giá ở cái giá này ở siêu thị này nó rẻ hơn, nó mắc hơn, hoặc là cái giá này nó rẻ hơn, nó mắc hơn ở ngoài chợ, ví dụ như thế, nên bạn có sự chọn lọc, cho nên bạn mua nó sẽ ít lại, cho nên bạn còn dư tiền nhiều hơn. Thì tương tự như thế, khi mà các bạn thâm nhập vô cái hệ thống tĩnh mạch trên và tĩnh mạch trên dưới và tĩnh mạch cửa thì nó đổ thẳng trực tiếp vào gan luôn, và tại gan bắt đầu gan nó khử ngay, mà lúc đó bạn chưa có sinh khả dụng gì hết, chưa có cái khả năng mà các bạn hoạt tính gì hết, thì lúc này gan đã bắt đầu khử rồi, để nó cho ra cái NAQ rồi, bắt đầu gây độc lần một rồi, thì sau đó đi một vòng nữa nó quay và chuyển hóa lần hai, thì lần hai thì các bạn thấy là cái lượng paracetamol nó đã giảm rồi đúng không, bởi vì nó đi trong quá trình hệ thống tuần hoàn nó đã phản ứng tác dụng nó rồi, thì nó về gan cái lượng độc chất này đã giảm xuống rồi. Cho nên lúc này nó tạo ra các độc ít hơn. Cho nên cái việc mà người ta cái sử dụng cái câu gọi là chuyển hóa cái gan lần một á, các bạn thấy không? Thuốc đi vào cơ thể chúng ta qua 4 giai đoạn. Một là sự hấp thu thuốc, sau đó là sự phân bố thuốc, thứ ba là chuyển hóa ở gan, và thứ tư là đó là hiện tượng thải trừ. Đúng không nào? Thì các bạn thấy rằng là việc chúng ta dùng đường đặc, nếu các bạn hiểu cơ chế đó thì nó bỏ qua gan lần một, cho nên các bạn thấy được cái vai trò chuyển hóa qua gan lần một rồi đúng không? Thứ nhất, thứ hai, thì khi cái NAQ mà được sản sinh ra, mà khi bạn dùng một cái liều paracetamol đúng cái liều lượng, ví dụ là dưới 5 gram một ngày, và bạn cách giờ ra có nghĩa rằng là ít nhất là 4 đến 6 tiếng bạn mới uống lại, thì cái nồng độ paracetamol trong cơ thể bạn nó chỉ cho ra cái NAQ khi nó chuyển hóa nhờ vào một cái men gọi là cytochrome là B450, thì cho ra cái NAQ với nồng độ rất là bình thường, rất là thấp. Thì gan của bạn nó tự tổng hợp lên một cái chất gọi là glutathione. Được chưa nào? Glutathione này nó có tác dụng đó là chuyển hợp chất NAQ này các bạn thành một hợp chất đó là cystein. Hợp chất này là hợp chất không độc, nhớ điều này ha, và được thận đào thải ra nước tiểu ngay, cho nên lúc này hoàn toàn bình thường về chức năng gan và chức năng thận của bạn. Nếu như điều gì các bạn uống quá liều paracetamol, hoặc là các bạn uống paracetamol trong cái khoảng thời gian ngắn, bình thường 4 tiếng sau thì cái lượng paracetamol bạn nó được thải hoàn toàn. Ví dụ như bạn uống 500mg paracetamol, 1 giờ sau thì các bạn thấy paracetamol trong cơ máu của bạn còn 250mg, 1 giờ sau nó còn 125mg, và 1 giờ sau nữa nó còn còn 60mg. Thì người ta gọi đó là thời gian bán thải là 1 giờ. Có nghĩa là thời gian thuốc nó giảm đi một nửa là 1 giờ. Nhưng nhiều thuốc các bạn thấy không?
ví dụ như là 500 mg, nhưng mà 2 giờ sau nó mới còn lại là 250, có nghĩa là phải 2 tiếng sau nó mới đi giảm đi một nửa, thì người ta gọi là thời gian bán thải là bao nhiêu? À, thời gian bán thải là 2 giờ. Nhưng riêng paracetamol của bạn là thời gian bán thải của nó rất là ngắn, có thể là nửa tiếng thôi bạn, hoặc là đến 1 giờ thôi. Cho nên lúc này các bạn phải sau 4 đến 6 tiếng thì lúc này cái thời gian bán thải của bạn nó mới làm cho cái nồng độ paracetamol trong máu bạn đạt mức thấp, thì bạn mới được cung cấp vào. Còn các bạn vừa mới uống 1 tiếng sau, các bạn thấy không ạ? Là bạn lại cung cấp para, khác nào bạn làm tăng cái nồng độ. Mà khi tăng cái nồng độ như thế thì gan của bạn á, nó tiết ra một cái men gọi là citochrome B450, nó chuyển hóa cái acetaminophen thành cái NAPQ, làm cho NAPQ tăng cao hơn. Mà trong khi glucotion nó vẫn chưa được tiết ra, cho nên lúc này nó sẽ dư cái NAPQ bên trong gan, dẫn đến nó gây tình trạng độc cho gan. Và các bạn nhớ không? Độc là độc như thế nào? Gây tình trạng tổn thương gan không hồi phục. Hiểu nó này chưa? Vậy khi bệnh nhân ngộ độc paracetamol liều như thế, vậy thầy hỏi nè, ngộ độc cấp trong một lần uống là bao nhiêu gram? Nói thầy nghe nè, ba ra trên 10 gram. Ừ, trên 10 gram. Còn ngộ độc mạng, các bạn thấy rằng là chúng ta duy trì cái liều trên 5 gram trong vòng mấy ngày nữa bạn? 5 tới 7 ngày. Thì bạn thấy ban đầu bệnh nhân sẽ có những triệu chứng tiêu hóa như là bệnh nhân là nôn nè, mệt mỏi nè, rối loạn tiêu hóa. Nặng hơn nữa, bắt đầu bệnh nhân vô trạng thái đó là hôn mê gan luôn các bạn. Vậy lúc này các bạn thấy khi mà chúng ta xác định bệnh nhân ngộ độc paracetamol, cho dù bệnh nhân có uống cái thuốc đó cách đó 12 tiếng, bạn vẫn phải rửa dạ dày cho bệnh nhân, và đồng thời chúng ta sẽ bơm thuốc giải cho bệnh nhân. Thuốc giải đó là gì? Không gì khác chính là một cái NAC, hay gọi là cái N-acetylcysteine đó, là một cái thuốc mà chữa ho lông đờm, để thầy viết ra cho bạn ha. N-acetylcysteine. Được chưa? Đây là một cái thuốc mà chữa ho lông đờm. Các bạn thấy không ạ? Thì việc mà các bạn dùng cái thuốc này nó sẽ có tính chất đó là gì? Nó làm cho protein trong đờm bạn trở nên mất biến tính đi, cho nên đờm nó loãng hơn và nó lông đờm giúp bạn khạc ra. Ngoài ra, cái N-acetylcysteine hay người ta gọi đó là NAC các bạn. Được chưa? Thì cái này nó là một cái tiền chất của glucotion. Các bạn nhớ điều này ha, một cái tiền chất của glucotion. Thì lúc này các bạn dùng cái NAC này vô các bạn ha. Thì lúc này nó sẽ giúp cho gan chúng ta tổng hợp ra nhiều glucotion hơn. Cho nên lúc này nó sẽ làm cho cái NAC kêu bạn chuyển hóa thành một cái dạng không độc và được đào thải ra nước tiểu. Cho nên khi mà bệnh nhân có vô muộn các bạn, được chưa? Ví dụ như bệnh nhân ngộ độc, bệnh nhân vô muộn 12 giờ thì cái quá trình này đang xảy ra, các bạn nhớ, cái quá trình này đang xảy ra, tuy bạn xúc rửa dạ dày cho bệnh nhân không còn ý nghĩa gì bởi vì thuốc đã vào máu rồi, nhưng việc các bạn đặt xong dạ dày, các bạn bơm cái thuốc là chính là cái thuốc giải á các bạn, hay còn gọi là acetylcysteine, được chưa nào? Mà các bạn bơm cái lượng thuốc acetylcysteine á. Ủa thì cái nhắn lên rồi đó em. Hồi nãy thầy nhắn cái gì cô không thấy nữa thầy. Trời đất ơi, thầy là chat trong thương rồi hả? Phá đi. Rồi, acetylcysteine nè. Để thầy cướp lại nè. Dưới cái thầy kêu mua á thầy. Rồi, được chưa? Cho nên các bạn thấy không, việc mà bệnh nhân ngộ độc paracetamol, nếu bệnh nhân đến sớm thì chúng ta xúc rửa dạ dày, còn khi bệnh nhân đến muộn chúng ta vẫn phải đặt xong dạ dày cho bệnh nhân để các bạn sẽ bơm cái acetylcysteine vào. Mà các bạn biết rồi, thầy nói cho bạn để các bạn hình dung ra nè. Cái acetylcysteine á, một cái gói của nó là 200 mg. Đối với con nít các bạn dưới 50 kg thôi, các bạn có thể uống một gói đó để các bạn lông đờm, còn người lớn các bạn có thể uống hai gói, có nghĩa là 400 mg. Nhưng mà khi mà các bạn sử dụng cái biện pháp trung hòa, bữa trước thầy hỏi các bạn rồi, con nít á hoặc là người lớn nó bị rắn cắn á, các bạn dùng huyết thanh đơn giá hoặc là đa giá thì các bạn dựa trên cân nặng hay là bạn dựa trên cái gì? Nói thầy nghe ra, để các bạn dùng huyết thanh cho bệnh nhân. Cân nặng. Bây giờ con dựa trên cân nặng à? Dựa trên cân nặng. À các bạn thấy không ạ? À? Nếu như các bạn pha đặng trương thì bạn dựa trên cân nặng, nhưng mà khi bạn dùng huyết thanh, cái liều huyết thanh á các bạn nhớ không? Thì người ta dựa trên cái độc tính của cái thuốc đó, xin lỗi, của nọc độc đó đi vào cơ thể chúng nào như thế nào. Các bạn sau đây các bạn thấy nè, khi bạn dùng thuốc ở khoa nhi nó khác, các bạn dùng thuốc ở khoa nội khác, khoa ngoại khác, khoa hồi sức nó khác. Ở nó khác như thế nào? Ví dụ khoa nhi người ta sử dụng thuốc dựa trên cân nặng, trên tuổi, dựa trên diện tích da hoặc là vân vân. Còn con người lớn người ta sử dụng kg cân nặng là chính, còn đối với ở trong hồi sức các bạn thấy dựa trên cái yếu tố là liều lượng chất độc đi vào. Cho dù con nít người lớn gì các bạn cũng dùng cái thuốc đó, hoặc là cũng dùng cái cơ chế đó, nhưng mà cái nồng độ thuốc cũng như thế, hàm lượng thuốc như thế, tùy theo chất độc nó vào như thế nào thôi. Giả sử như một đứa con nít nó có 10 tuổi, 12 tuổi các bạn ha, mà nó ngộ độc paracetamol như người lớn, ví dụ nó uống lần 30 viên paracetamol thì thầy cũng giả độc liều y xì như người lớn này, trong có tính theo kg cân nặng. Còn việc mà các bạn thấy acetylcysteine nè, thầy dạy cho bạn rất là kỹ điều này ha. Mà khi mà các bạn chữa ho lông đờm á, bệnh nhân dưới 50 kg các bạn có thể dùng một gói, một ngày các bạn uống 2 lần, xin lỗi, một ngày 2 gói, mà mỗi lần các bạn uống một gói,
một ngày uống 2 lần. Còn trong trường hợp người lớn trên 50kg, một ngày các bạn uống 2 lần, mỗi lần uống 2 gói, ví dụ như thế, thì nó có làm cái tính chất là bạn dựa trên cân nặng, đó là bạn điều trị nội khoa. Còn khi bạn điều trị hồi sức là các bạn phải hiểu là biện pháp chúng ta trung hòa, đúng không nào? Vậy các bạn thấy rằng là gì? Người ta họ nói cho bạn rằng là trong 8 giờ đầu tiên để các bạn trung hòa, các bạn phải dùng 140mg trên kg cân nặng để các bạn bơm cho bệnh nhân. Vậy các bạn sẽ chia làm 2 đợt. Đợt thứ nhất là 4 giờ đầu, đúng không? 8 giờ các bạn phải dùng tổng cái liều là 140mg trên kg các acetylcysteine để bạn giải độc. Vậy trong 4 giờ đầu các bạn thì các bạn phải dùng liều đó là giảm đi một nửa, đúng không? 70mg của thuốc đó trên kg cân nặng. Hiểu này chưa? Vậy trong 4 giờ đầu các bạn bơm cho bệnh nhân liều 70mg trên kg. Nếu như bệnh nhân thoát ra được cái tình trạng ngộ độc gan cấp thì các bạn dừng. Còn nếu như lúc này bệnh nhân vẫn còn tình trạng đó thì chúng ta vẫn phải duy trì thêm 70mg trên kg trong 4 giờ sau. Có nghĩa là tổng 8 giờ của bạn là bao nhiêu? 140mg trên kg, đó là liều maximum cho bạn luôn. Vậy các bạn cứ có hình dung cho thầy một điều như sau nè. Một đứa trẻ này nó chỉ nặng, nó nặng khoảng là 30kg, đúng không? Các bạn nhân cho thầy 70mg, được chưa? Nó sẽ ra cho bạn là 2100mg, đúng bạn, 7321, đúng rồi, 2100. Các bạn thấy rằng là 2100mg, mà các bạn thấy là một gói, được chưa? Một gói của bạn là 200mg. Các bạn có thể dùng tới 11 gói này các bạn bơm cho nó. Sau khi bạn dùng 11 gói này bơm, 4 giờ sau bạn dùng 11 gói khác bạn bơm, đối với đứa nhỏ 30kg thôi. Nhưng mà các bạn thấy rằng là khi mà chúng ta dùng cái phương pháp carbon, chất này nó sẽ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương. Ức chế thần kinh trung ương, đúng không ạ? Thì mà cái việc nó khi nó ức chế thần kinh trung ương như thế thì nó sẽ gây nên nhiều cái trạng thái. Trong đó có một cái trạng thái nó ức chế GABA luôn các bạn ha. Được không nào? Người ta không giải độc bằng B6 đâu, cái cơ chế của nó khác nha các bạn nha. Lúc này người ta sẽ giải độc bằng các anti-PUX, được chưa? Và dùng natri bicarbonate để điều trị triệu chứng cho bệnh nhân. Thì đó chính là về cái việc chúng ta điều trị đặc hiệu, được không nào?